Nào các bạn nhìn này, hôm nay thì chúng ta sẽ đi đến một cái chủ đề thiết kế về cái poster. Và cái đấy đồng nghĩa với việc là sau khi khi các bạn thiết kế poster xong thì các bạn sẽ làm cho tôi một cái ảnh chạy quảng cáo Facebook, nhưng lúc này nó thay đổi theo một cách khác biệt. Bởi vì làm sao? Các bạn đã làm quen với những cái ảnh banner nằm treo chiều nằm ngang của cái thiết kế Facebook rồi. Bây giờ chúng ta sẽ thiết kế theo chiều rộng. Và cái kích thước của nó có thể là 16:9 bởi vì nó sẽ hợp với phiên bản của mobile bây giờ. Cái thiết kế nó cũng phải hợp với mobile. Các bạn hiểu không ạ? Các bạn đã làm theo chiều dọc rồi thì bây giờ các bạn sẽ làm theo chiều ngang, hoặc là các bạn làm theo chiều ngang thì các bạn sẽ làm theo chiều dọc. Vậy thì khi thiết kế chiều dọc thì chúng ta sẽ rất là gắn liền với những thiết kế như là poster nha. Đây, hôm nay thì chúng ta sẽ có một cái logo theo cái dạng như thế này. Và tất nhiên là những cái thứ mà khi mà các bạn làm thiết kế thì các bạn lưu ý cho tôi là từ những cái đường nét chúng ta thiết kế chỉnh trang nó phải cực kỳ ổn. Trong một lúc nào đó cái điều kiện cho phép mà cái khả năng của các bạn tốt rồi mà các bạn bỏ qua những cái chi tiết nó quá nhỏ nhặt mà nó tạo nên cái đường nét nó hơi gấp khúc một tí thì chúng ta cảm thấy rất là khó chịu. Đặc biệt là vấn đề làm đẹp. Chúng ta không kỹ tính thì sau này chúng ta sẽ cẩu thả. Nó thành thói quen đi. Và tất nhiên những cái đường nét thì các bạn nhớ một điều rằng là luôn luôn phải chuyển động, luôn luôn phải có sự to nhỏ, luôn luôn có thấp, có mở. Và tất nhiên đây là một dòng mà tôi định vị, đây là một dòng cao cấp. Và đồng dòng cao cấp thì các bạn sẽ nhớ một điều rằng trên sản phẩm của đối tượng của chúng ta sẽ có gen, rất nhiều cái gen để thêu thiết các thứ trên đó, hàng cao cấp. Các bạn lưu ý cho tôi một cái vấn đề đấy nhá. À, chúng ta phải tìm hiểu chứ, làm chủ đề nào không phải là chúng ta là người đàn ông mà chúng ta không tìm hiểu được không ạ? Các bạn biết là tất cả những cái thương hiệu nổi tiếng của hàng cho phụ nữ này thì có phải là người đàn ông không? Người đàn ông sáng tác đấy và là người tạo mẫu đấy ạ. Nhá, nên là thì các bạn nhớ một điều rằng là nghiên cứu về cho cái những dòng sản phẩm cho nữ chưa chắc đã là nữ được gọi là số 1 đâu ạ. Ok, sau khi làm xong được cái này thì bây giờ việc đầu tiên của chúng ta là chúng ta sẽ quay trở sang cái phiên bản của chúng ta. Ở đây tôi đã kiếm một cái hình ảnh nó cũng khá là đơn giản, nhưng hình ảnh này kiếm ở trên mạng, trên Pinterest. Nên trên Pinterest thì các bạn sẽ thấy rằng là khi phóng to lên thì thường thường tất cả những cái ảnh của chúng ta nó sẽ gặp một vấn đề, đó là nó bị mờ, nó không được có lỗ chân lông, không có chất liệu của da mặt riêng biết các thứ. Và lúc này thì các bạn nhớ nhá, cái hình ảnh này còn bé nữa cơ, nhưng mà bây giờ tôi vừa xé ra rồi. Và thứ hai, các bạn sẽ có những cái liên quan đến cái khẩu vị, có nghĩa là tạo ra cho cách cho thiết kế chúng ta có nhiều cảm xúc hơn bằng những cái giá trị về hoa, bằng những chiếc lá rất là nhẹ nhàng đó. Và tất nhiên là nếu mà bạn muốn là gần với phụ nữ thêm một tí nữa thì bạn hãy tìm cho tôi những cái background theo kiểu nhung lụa một tí cho nó mềm mại, bởi vì sự mềm mại nó sẽ gắn liền với những cái sắc đẹp, gắn liền với những cái các cô gái, chứ không bao giờ mềm mại dành cho người đàn ông cả. Các bạn hiểu không ạ? Và tất nhiên là trong quy trình khi làm thì các bạn phải tư duy rất là gần như vậy, đúng không? Kiểu giống như là người ta quảng cáo cho xà phòng thì tại sao phải có hoa, bởi vì nó tượng trưng cho mùi thơm, đúng không ạ? Và khiến cho người ta có một cái tư duy của khách hàng là à, cái này có mùi thơm của hoa gì, hoa bưởi hay là hoa gì đó tùy các bạn, đúng chưa? Tại sao trà phải đưa sen vào, bởi vì đây là trà sen, đúng không? Các bạn nhớ nhá, tư duy của người dùng cực kỳ đơn giản. Bạn định vị như nào thì người ta sẽ nhìn như vậy, nhưng trường hợp bạn định vị sai thì rất là dở hơi nha. Là lúc này thì chúng ta sẽ có một cái bài toán, đó là tôi đưa vào trong phần Photoshop. Việc đầu tiên tôi xử lý đó là cái hình ảnh của cô gái như thế này thì xử lý như thế nào. Bây giờ thì việc đầu tiên của chúng ta là chúng ta ấn vào F7 giúp tôi và thực hiện thao tác là ấn vào Ctrl Z. Khi mà tôi ấn vào Ctrl Z lên một cái thì tự khắc tôi có hai cái hình ảnh và tôi được quyền chủ động trên cái hình ảnh phía trên của tôi bằng cách như sau. Tôi chọn vào phần filter. Và tiếp theo các bạn sẽ nhìn thấy là tôi sẽ có một cái biểu tượng là camera raw như lần trước tôi đã làm cho các bạn rồi. Và với cái camera raw này thì các bạn sẽ nhìn thấy ở đây tôi có tiêu chí là tôi sẽ phóng to cho các bạn. Để chọn phần chúng ta phóng to tí. Sau khi làm xong cái này thì các bạn sẽ chọn vào phần chất liệu da cho tôi. Cái này như tôi đã nói rồi, một ngày nào đó tôi sẽ làm cho bạn theo xem một cái kiểu quảng cáo về da. Chúng ta chọn sắc đẹp đã, từ mỹ phẩm, thời trang, son môi hay cái gì đó tùy các bạn, nhưng tóm lại chúng ta sẽ làm về chủ đề làm đẹp phải cực kỳ tốt. Và những sản phẩm chúng ta phải đạt được cái cấp độ đó là gì, nhìn cực kỳ bắt mắt. Còn nếu mà chúng ta không bắt mắt được nghỉ luôn nha.
Nhưng tiêu chí trên Facebook thì đôi lúc nó lại cần ảnh chân thực và cực kỳ sắc nét hiện tại bây giờ với xu thế và thuật toán của nó như vậy. Các bạn càng chỉnh sửa và bóp méo này thì cái tỷ lệ tương tác của người dùng cực kỳ yếu luôn. Nhá, đây tôi có nghiên cứu nha. Tức mà chúng ta đưa quá nhiều vào cũng vứt đi luôn. Và phần thứ hai là nếu mà bạn đưa tích quá nhiều thì ngay tức cái giá thầu của bạn sẽ tăng cao. Và giá thầu tăng cao thì các bạn biết là một lần click của chúng ta kiếm được khoảng, ví dụ chúng ta chạy 100.000. 100.000 trong một ngày đùng cái 100.000 một lần click. Và 100.000 một lần click như vậy thì cái biểu tượng hình của chúng ta chắc gì khách hàng đấy đã trở thành chuyển tải thành khách hàng thật đó. Đúng chưa? Ok, đúng này các bạn sẽ trở về cái phần này cho tôi đó là gì? Tôi sẽ tăng cái độ sắc nét là một độ và phần thứ hai tôi sẽ tăng cái phần noise lên. Tôi sẽ làm cho cái da mặt của chúng ta nó mịn hơn. Ok. Và chúng ta sẽ tăng lên độ đấy nhá. Các bạn nhìn nhìn nhá, nhìn chưa? Da mặt của chúng ta để tránh trường hợp chúng ta kiểm tra cái phần trước sau của chúng ta, trước sau đây ạ. Nhìn chưa? Và chúng ta sẽ có trước và sau, nhìn này, đây là trước và đây là sau nó mịn hơn. Nó có sự so sánh rất là rõ ràng cho chúng ta. Nếu các bạn dùng cái phong cách này mà mang về chỉnh ảnh cho những cái ở khu vực ở dưới quê nhà của chúng ta thì lại cực kỳ tốt luôn. Chúng ta chỉ cần chỉnh như này là đẹp lắm rồi. Và sau khi đã làm xong được tổng quan toàn bộ tất cả những đối tượng đó thì tôi sẽ ấn OK. Tiếp theo tôi có một cái lớp. Các bạn đã có một cái lớp đầu tiên chúng ta đó là gì? Rõ và mờ. Các bạn có nhìn thấy rõ và mờ không ạ? Chính xác chưa? Cấp độ thứ hai của tôi là gì? Tôi sẽ đưa một cái ảnh lên phía trên. Các bạn nhớ nhá. Và để muốn có cái sự sắc nét đấy thì các bạn có thể chọn vào cái vị trí trên này cho tôi và tạo ra một cái mặt nạ đó là mặt nạ màu trắng. Còn nếu mà muốn trở thành mặt nạ màu đen ngay thì bạn giữ phím Alt cho tôi, khi tích vào đây thì tự khắc nó cũng sẽ ra thôi. Giữ phím Alt tích vào đây một cái là mặt nạ màu đen. Giữ Alt. Đấy, nó chỉ khác nhau chỗ này. Vậy thế em có thể làm bằng cách này, em tạo mặt nạ màu trắng và em ấn được Ctrl Y cũng cũng được mà. Các bạn hiểu chưa? Và sau khi làm xong cái này thì các bạn chỉ cần dọn cho tôi cái bút B phần trăm của chúng ta đẩy lên cái đầu bút nó doe nó tròn như này và cái cấp độ chúng ta chọn nữa đó là màu trắng. Với cái màu trắng này các bạn vẽ đâu thì cái hình nó sẽ sắc nét lên đấy bởi vì tôi không muốn làm mất đi cái gì giá trị của những cái chi tiết của thiết kế của chúng ta. Chúng ta sẽ phải làm rất là mất công trong chuyện này khi mà chúng ta không có tư liệu là hình ảnh. Các bạn có nhìn thấy chỗ tôi không ạ? Làm người thiết kế đồ họa mà tư duy của cái việc đi search mà tìm kiếm kém thì vứt đi. Tôi nói cho các bạn biết luôn. Nhìn chưa? Chúng ta sẽ chọn vào đây cho tôi. Còn đến một cái công đoạn nào đó thì tôi có thể là vẽ cho các bạn lông mi lông mày được. Nối mi mà. Nối mi tính sau nhé. Bởi vì là tôi cũng không phải chuyên gia nối mi lắm. Nhưng mà hôm nào tôi sẽ tự tìm hiểu xong rồi tôi sẽ làm cho các bạn biết là tôi nối mi kiểu gì. Tôi rắc một phát là mi sẽ dài ra. Đúng không ạ? Ok, tôi muốn rằng chi tiết của cái da mặt nó sẽ được như thế này và chúng ta sẽ thu nhỏ và chúng ta sẽ tạo ra biểu tượng. Nó có rất nhiều trong Photoshop thì nó có rất nhiều yếu tố để các bạn lựa chọn. Đó, và cố gắng làm sao đi lách qua những cái vùng chi tiết nhá. Càng đi đến vùng chi tiết thì các bạn sẽ phải thu bút nhỏ lại để mình làm cho nó chuẩn hơn. Và tất nhiên là tô đến đâu thì hình của chúng ta nó sẽ được lên đấy rồi. Đúng không? Đấy, ví dụ như ít nhất thì tôi cũng đã lấy được cái chi tiết của cái da mặt của cô gái và nó không quá là mất chi tiết. À, đến phần này thì các bạn sẽ tô vào đây cho tôi, tô vào đây. Tôi cũng lấy chi tiết của đối tượng của chúng ta. À, tất nhiên là khi doa qua như này thì các bạn yên tâm một điều rằng cái ánh sáng chiếu vào vật thể, chiếu vào cái khối của chúng ta sẽ bị giảm đi một độ. Đấy là chuyện đương nhiên rồi. Có nghĩa là các bạn nhớ nhá, sau này khi mà chúng ta muốn đi làm đấy thì bất cứ trường hợp khoai nào, khó nào chúng ta phải đều làm được. Thì bạn biết biết là cái đẳng cấp của bạn ở tầm nào. Và chúng ta muốn rằng là ai cũng muốn là đi ra ngoài làm lương người em phải cao lắm. Nhưng trong khi đó đặt lại câu hỏi năng lực bạn đến đâu thì thực sự là để xem lại năng lực chia hai loại, năng lực về máy và năng lực thứ hai là năng lực về cảm thụ các thứ nữa. Chúng ta không phải học tiểu tiết nha, các bạn nhớ cho tôi một điều như vậy. Hồi xưa tôi đã từng ngộ nhận là sau khi mà tôi biết máy xong tôi bảo là ui chẳng nhẽ đồ họa chỉ cần biết máy như này là xong à,
Nhưng khi đến tôi nói chuyện với thầy tôi thì thầy tôi thông báo là cũng không biết máy nhiều, nhưng tại sao thầy thiết kế cái gì cũng đẹp thế? Và hôm đó thầy nói cho tôi về những cái tư duy về thiết kế như thế nào, thì bắt đầu tôi mới biết rằng là cái nền tảng của chúng ta chính vẫn là cái gốc. Và tôi đã làm việc với rất nhiều anh em sinh năm 197 mấy rồi, tôi 82. Và tôi mới phát hiện ra họ là cũng đâu đâu có làm cần gì nhiều hợp hố đâu, nhưng mà tại sao vẫn đẹp, bởi vì cái tư duy về sắc độ, ý tưởng, màu sắc, bố cục của họ quá tốt luôn. Nên chính vậy mà chúng ta phải tập luyện những cái đấy thật nhiều lên. Bố cục chúng ta còn yếu, chúng ta phải tập luyện nhiều và vẽ nhiều. Chữ chúng ta còn yếu, chúng ta phải làm nhiều nha. Sau đó thì chúng ta mới học đến cái việc cảm thụ của thị trường như nào, về cái khách hàng như nào, sau đó thì chúng ta mới tiến bộ được, chứ không phát một phát lên đến đỉnh đâu ạ. Bảo cái người đi ăn ví dụ tôi nói nha, hồi xưa thì bảo đi ăn bít tết, có những người chưa giờ đi ăn bít tết thì lấy đâu ra mà làm được thiết kế bít tết, đúng chưa? Ok, chúng ta sẽ chọn vào đây, chúng ta chọn vào đây. Các bạn nhớ một điều rằng là trong cái tiêu chí của các những cái dòng sản phẩm cao cấp ấy, thì chắc có lẽ là phải đi hỏi những cái chị em mà người ta có điều kiện. Tại sao cái sản phẩm này cao cấp mà sản phẩm kia cũng đẹp mà tại sao nó lại không không được như cái này, thì các bạn phải hỏi tại sao nó lại như vậy nha. Nên chính như vậy mà chúng ta không hiểu thì chúng ta tìm hiểu thôi. Tìm hiểu thì mới biết được chứ, chứ không phải là tự nhiên là có nhiều người đấy. Như hôm nọ thầy nói với em là nên trên làm thiết kế thì cứ giảm giá thôi, nhưng không biết tại sao giảm giá và giảm giá được là bao nhiêu thì đấy biết, chỉ biết là trên kia nó giảm giá thì em cũng làm theo giảm giá vậy thôi ạ. Đúng không? Chúng ta cũng phải nghiên cứu thị trường, chúng ta biết là cái giá của họ là bao nhiêu tiền chứ. Đúng không? Còn có những người thì làm sản phẩm quà tặng thì quà tặng nó to hơn cả sản phẩm về bán, lỗ vốn, tư duy của việc kinh doanh đã chết rồi. Nhưng mà những người đấy này này rất nguy hiểm. Có nghĩa là cô khi chưa học xong mà thôi em thành lập công ty đây. Em thành lập công ty về thiết kế đây, nghe hoành tráng chưa? Phát khiếp luôn. Đây là những cái bài học về xương máu của tôi nói cho các bạn biết, là các bạn nhớ là chúng ta phải tập luyện rất là kỹ, làm rất là nhiều. Số lượng thời gian các bạn bỏ ra bây giờ nó còn quá ít. Bạn làm nhiều, đừng so sánh với ở lớp. Hãy so sánh với những người bên ngoài đấy. Người ta làm như thế nào mới bạn biết được. Ok, sau khi ta đã làm xong được cái bề mặt của cái da người của chúng ta ở dạng như thế này rồi. Bây giờ cấp độ thứ hai của các bạn là bạn sẽ lập nên cho tôi một layer mới. Và layer này tôi sẽ chọn cho nó một cái màu, đó là màu ghi 50%, bởi vì lúc này tôi sẽ dùng một cái hòa trộn cho các bạn, đó là tạo ra chất liệu bề mặt trên thiết kế. Và lúc này các bạn sẽ nhớ là cái màu ghi 50% nó có hai kiểu, một là các bạn sẽ đổ theo dạng image và chúng ta chọn vào phim nha. Shift F5 chúng ta chọn vào phim. Và cái này thì các bạn chỉ cần sổ xuống chọn cho tôi một phát là gây cây 50% là được rồi. Đây là một kiểu nhá. Thấy chưa? Các bạn có thấy không? Học Photoshop đã nhớ quá nhiều thứ rồi. Mà học mới còn chưa kỹ thì thực ra chúng ta cũng chỉ dừng ở mức độ là có cái ảnh này ghép vào ok, nhưng mà thực sự là chưa sâu. Để sâu được chúng ta sẽ làm lên poster, mỗi một ngày chúng ta làm một cái poster khác nhau. Xong lại trình độ chúng ta mới ngon được chứ. Ok, chúng ta chọn vào đây, ấn ok thì các bạn nhớ một điều rằng tôi sẽ đổ 50%. Và chúng ta kiểm tra lại thông số này bằng công cụ phím Y ngắn, chỉ thẳng vào đây. Nhìn thấy tích thẳng vào đây chưa? Thì cái này nó sẽ có thông số là 128, 128 và 128. Bạn thấy chuẩn không? Có nhiều ông ấy, đi xem những cái clip trên mạng cũng có biết đâu là cái 128 là cái gì đâu. Nhưng các bạn nhớ một điều rằng cái 128 này nó có giá trị là khi bạn hòa trộn overlay và short line là không có giá trị. Lý do đây là ngưỡng ở giữa rồi. Nó là giá trị lọc ghi nhưng ghi 50% này sẽ bị trừ tiêu. Nên chính vậy nếu mà tôi tạo ra một cái bề mặt ở phía trên nó giống như là lỗ chân lông. Lúc này tôi tạo lỗ chân lông này. Nó sẽ có đậm hơn và sáng hơn. Nếu đậm hơn sẽ làm cho miếng dưới đậm hơn ở trên bề mặt da. Còn nếu mà sáng hơn sẽ làm cho miếng dưới của da mặt nó sẽ làm sao? Sáng hơn. Vậy thì chúng ta sẽ là tập hợp rất nhiều lỗ chân lông từ đậm nhạt, đậm nhạt, đậm nhạt và đậm nhạt như vậy. Thì ngay tức chúng ta sẽ có chất liệu cho bề mặt da của chúng ta. Và lúc này thì các bạn sẽ nhìn vào đây cho tôi sẽ chọn cho các bạn xem. Lúc này chúng ta sẽ chọn qua biểu tượng, có rất nhiều cách làm nhá. Các bạn chọn cho tôi cái biểu tượng liên quan đến phấn filter. Và chúng ta sẽ chọn một biểu tượng liên quan đến camera.
Trong camera raw này nó cũng có hiệu ứng là làm cho các bạn có những cái độ đậm nhạt trên một cái bề mặt. Cũng giống như là các bạn có thể chọn vào noise và add noise, nó cũng tạo ra đen trắng, đen trắng, đen trắng. Nó rất khác nhau, nhìn này. Nói cho các bạn biết là khi mà làm ấy, chúng ta sẽ biết rất nhiều phong cách chứ không phải một phong cách đâu, nhìn thấy chưa? Các bạn có nhìn thấy chỗ này của tôi không ạ? Phóng to cho xem. Có nhìn thấy đậm nhạt không? Vậy thì nếu mà tôi chọn vào giá trị đó là overlay thì có phải là ở bề mặt của chúng ta là màu ghi 50% sẽ bị trừ tiêu không? Màu đậm cộng với da mặt ở phía dưới nó sẽ làm cho đậm hơn, bởi vì ghi này là đậm hơn ghi 50%. Còn những cái ghi sáng hơn là sáng hơn 50% thì nó sẽ tạo cho cái da mặt ở phía dưới nó sáng hơn. Vậy thì nó sẽ tạo ra chấm sáng, chấm chấm đậm, chấm sáng, chấm đậm để nó tạo ra lỗ chân lông cho chúng ta. Đó. Đây là một cách. Được chưa? Đó nhá. Nhưng bây giờ tôi sẽ giới thiệu cho các bạn cách đầu tiên cho chúng ta, đó là chọn vào camera raw. Và trong phần camera raw thì các bạn sẽ nhìn thấy ở đây nó sẽ có phần effect. Trong phần effect thì chúng ta sẽ phóng to cái này lên một tí và chúng ta sẽ tăng cái giá trị này đi. Các bạn sẽ nhìn thấy cái bề mặt của tôi ạ. À. Nhìn cái chỗ này chưa? Ở đây nó sẽ có rất nhiều cấp độ cho các bạn. Ví dụ các bạn tăng cái giá trị như này nhá. Ví dụ tăng này thì nó sẽ làm sao ạ? À? Đây, tôi phải kiếm được một cái size. À, chọn vào biểu tượng. Đây ạ. À. Nhìn chưa? Và lúc này thì các bạn cũng không cần phải quá rõ đâu ạ. Chúng ta cho vừa thôi nhá. Nhìn cho vừa cho tôi chưa? Cho vừa nhá. Và chúng ta sẽ chọn vào đây là độ độ đều của nó đây ạ. Chúng ta sẽ kéo vào đây, chúng ta chọn vào đây, chúng ta chọn vào đây. Và khi mà bạn muốn trở về trạng thái đầu tiên mà cái chỗ này nó không đậm như này thì bạn sẽ tích đúp vào vị trí giữa cho tôi thì nó trở về trạng thái đầu tiên. Nhìn thấy không ạ? Đấy, đây là một cái biểu tượng nằm trên ghi nhưng mà chúng ta sẽ có chấm đen, chấm trắng, chấm đen, chấm trắng của chúng ta. Ok. Đấy, tôi sẽ chọn cho nó vừa phải thôi ạ. Sau khi đã làm xong được cái biểu tượng này, các bạn sẽ ấn vào phần OK cho tôi thì lúc này tôi đã có được một cái hiệu ứng chấm. Và cái hiệu ứng chấm này tôi sẽ chọn qua phần effect là thứ hai, tôi sẽ chọn vào biểu tượng style. Và tôi chọn ở phần giống như ếch chút đấy là nổi khối của đối tượng lên. Các bạn sẽ nhìn thấy cái phần nổi khối của tôi sẽ phóng to cho các bạn nhá. Các bạn có nhìn cái này không ạ? À? Và lúc này thì các bạn có thể chọn cho tôi giá trị là xô ngang hay xô dọc. Đây là cái chất liệu để chúng ta đưa lên thôi. Nhìn nhau ạ, ở màu độ đậm cao thấp này chúng ta sẽ chọn đây. Đấy, các bạn có thể tự tự tùy chọn những cái biểu tượng hình của các bạn nhá. Đấy thì ví dụ chúng ta ấn vào preview thì nó sẽ được nhanh nhá. Chúng ta chọn vào effect, chúng ta chọn vào style, nhìn thấy chưa? Ví dụ ấy chút thì này là một kiểu khác nhá. Nhưng mà chúng ta chọn vào effect, filter, chúng ta chọn vào style và chúng ta chọn vào đây. Thì cái biểu tượng khối của chúng ta đặt như này và chúng ta có thể xoay ngang như này cho tôi một tí. Được chưa? Rồi, sau khi đã làm xong được cái biểu tượng hình của chúng ta được như này rồi nhá, các bạn nhìn này, chúng ta sẽ chọn vào đây. Lăn chuột thêm tí nữa. Được chưa? Đấy nha, những cái biểu tượng mờ rõ của các bạn nó tùy thuộc vào cái này. Đấy, nổi khối nên là do cái này cả. Được chưa? Và sau khi đã làm xong được cái bề mặt xong thì bây giờ chúng ta sẽ dùng cái biểu tượng hòa trộn chẳng hạn. Ví dụ hòa trộn overlay như thế này. Các bạn sẽ tạo ra một cái lớp chấm trên da mặt. Các nhìn không ạ? Da mặt của chúng ta nó sẽ được như này. À, lúc này sau khi ra mặt xong thì các bạn có thể chọn vào Vivid Line hoặc là chọn vào Overlay, sau đó thì chọn vào Filter, chọn vào Azure và chúng ta chọn vào High Pass. High Pass chúng ta sẽ làm ra cái bề mặt nổi khối như này. Nhìn chưa? À, sau khi mà đã nổi khối như này thì các bạn có thể giảm cái cường độ nổi khối của chúng ta nó vừa phải này. Và sau khi đã giảm xong thì chúng ta ấn OK. Lúc này chúng ta có một cái bề mặt da tạm thời như này đã. Và nếu mà để muốn cái da mặt này cho nó sự xuất hiện trong những cái vùng quan trọng thì các bạn sẽ làm cho tôi một cái thao tác là tạo ra mặt nạ và chúng ta sẽ cho nó xuất hiện ở vị trí nào thì chúng ta bôi lên. Đây là cách đầu tiên nhá. Rồi, cấp độ thứ hai của tôi là tôi sẽ chọn là cái thiên về cái đối nghịch màu, bởi vì màu hồng của chúng ta sẽ đối nghịch với màu xanh lá cây.
Nên chính vậy tôi sẽ chọn cho nó một cái tông màu xanh lá cây như sau. Tôi chọn vào biểu tượng liên quan đến phần carbon. Trong phần carbon của các bạn thì các bạn sẽ nhìn thấy màu hồng đối nghịch với màu xanh lá cây của chúng ta. Thì trong trường hợp này, cái màu đầu tiên của chúng ta đó là tổng quan, là trung gian, là giữa, nó chiếm với tỷ lệ khoảng 70-80%, chúng ta sẽ kéo sang xanh lá cây. Nên các bạn sẽ nhìn thấy cái tóc của chúng ta sẽ ám xanh lá cây. Và để muốn xanh lá cây nó trầm hơn một độ nữa thì tôi sẽ làm sao? Tôi sẽ kéo sang hơi khu vực lạnh. Được không ạ? Tiếp theo các bạn sẽ chọn cho tôi cái vị trí của shadow là vùng tối. Vùng tối của chúng ta cũng kéo sang xanh lá cây. Các bạn sẽ nhìn thấy tóc của chúng ta sẽ xanh lá cây. Và chúng ta sẽ đá thêm một tí xanh để cho nó xanh hơn. Nhìn chưa? Và sau khi đã làm xong được tổng quan toàn bộ thì chúng ta sẽ chọn sang biểu tượng là cái highlight, là vùng sáng của chúng ta, thì chúng ta sẽ đẩy sang hồng. Và tiếp theo chúng ta sẽ đẩy sang màu đỏ một tí để nó sẽ ra mặt nó hồng hào hơn. Các bạn hiểu cái này chưa? Ok, đã chốt. Cấp độ thứ hai của các bạn là gì? Các bạn sẽ phóng to cho tôi, ví dụ cái phần môi của cô gái các bạn muốn làm cho nó thao tác nó khác biệt đi, thì các bạn có thể làm theo ta như này nhá. Các bạn sẽ chọn cho tôi biểu tượng là Ctrl U Hue Saturation. Với phần Hue Saturation nó sẽ áp dụng cho toàn bộ tất cả phần phía dưới, và ở đây nó sẽ có biểu tượng là bàn tay, và bạn chỉ thẳng một cái môi cho tôi. Và khi mà chỉ thẳng một cái môi thì đầu tiên chúng ta sẽ tăng hết cỡ lên. Các bạn có nhìn thấy tăng hết cỡ không ạ? Sau khi tăng hết cỡ xong thì bắt đầu chúng ta mới nọc dần này. Chúng ta sẽ nọc dần cái hình của chúng ta vào. Đấy nha, da mặt nó đồng bộ giống nhau nên là cái việc mà chúng ta sẽ làm rất là khó luôn cái hình này. Đấy, nhìn chưa? Nó nọc vừa phải này. Môi của chúng ta lên đây. Đó, cái phần này da mặt của chúng ta sẽ thôi được rồi, ok. Chúng ta sẽ làm theo thao tác này vậy. Trở về trạng thái đầu tiên, các bạn sẽ đặt về đây cho tôi là không. À, chúng ta sẽ chọn vào đây là không. Để về đầu tiên này. Các bạn muốn cái phần môi này nó đỏ lên thì các bạn chỉ cần tặng vào đúng khu vực màu đỏ cho tôi. Nhìn chưa? Đỏ này, đỏ hơn này. Nhìn chưa? Và chúng ta sẽ chọn vào biểu tượng hồng hơn một tí, hồng hơn một tí, hồng hơn một tí. Và chúng ta tăng cái độ cường độ lên. Các bạn có nhìn thấy tăng cường độ không ạ? Và sau khi đã tăng cường độ xong thì bây giờ các bạn sẽ thoát bỏ cho tôi, thì lúc này cái mặt nạ của cái Saturation đấy bằng các Ctrl Y là trở thành màu đen. Và sau khi trở thành màu đen xong thì bây giờ việc còn lại của các bạn là các bạn chỉ việc chọn vào B và thu nhỏ đầu mũ xuống, chọn cho tôi một cái màu trắng và tô lên môi, chúng ta sẽ trở thành màu hồng. À, các bạn có nhìn thấy không ạ? Chúng ta sẽ tô rất là khéo léo như thế này thôi là cũng được. Do sắc độ ảnh của chúng ta không tốt nên chúng ta sẽ lọc nó rất là vất vả. Tôi sẽ tô bên này nó sẽ đỏ hơn để không bị ám vàng. Đấy, các bạn nhìn thấy không? Tôi sẽ tô biểu tượng của chúng ta được như này. Ok, tôi sẽ chọn vào đây. Đấy, người ta có rất nhiều kiểu, hoặc là người ta bôi màu nên sau đó người ta sẽ dùng cái tách ra thì cũng là cách thôi. Sau đó bạn sẽ giảm độ cho tôi ở vừa phải để chúng ta sẽ ám cho nó một tí màu tím. Ok, sau khi đã làm xong tiếp theo một cái cấp độ nữa thì bây giờ chúng ta sẽ liên quan đến việc mà chúng ta sẽ vờn thêm một tẹo, đó là chúng ta sẽ lập ra một nơi mới cho tôi. Chúng ta sẽ tạo ra một biểu tượng là chỉnh sáng tối. Cái chỉnh sáng tối này bạn không cần phải chỉnh gì hết, bạn sẽ tắt bỏ luôn, và lúc này chúng ta sẽ hòa trộn, đó là làm sáng ảnh để lấy tiêu chí của sáng nhất trên cái gương mặt của chúng ta. Và sau đó thì các bạn sẽ chọn ra chuột phải Blending Option để loại trừ tất cả những vùng màu tối của đối tượng của chúng ta đi. Ở đây ạ. Các bạn sẽ chọn vào biểu tượng kéo đây ạ. Và như tôi đã nói cho bạn biết rằng là khi mà chúng ta kéo đến cái vị trí vùng má mà chúng ta muốn lấy tầm này thì bạn sẽ chọn vào giữ phím An và tách cho tôi, và tôi tách là như này. Và thế là chúng ta đã có được cái phiên bản của cái hình chi tiết của cái trên má của chúng ta rồi, và chúng ta kiểm tra trước sau của chúng ta đi ạ. Được chưa? Thế là chúng ta lấy được cái vùng má, vùng trán của chúng ta. Nhưng lúc này sau khi mà vùng má, vùng trán mà chúng ta muốn điều chỉnh sắc độ thì bạn ấn vào Ctrl Y cho tôi. Và lúc này cũng tương tự như bút B của chúng ta thì chúng ta sẽ chọn 50% đầu tiên.
phóng to lên, ví dụ phần mắt thì tôi chấm khoảng 2-3 lần để nó ánh sáng vừa thôi, trán này cũng vừa thôi, mũi thì nhiều hơn thì chấm nhiều hơn, má chấm nhiều hơn, mũi ít thôi, cái chỗ này ít thôi, các bạn nhìn chưa? Đấy, có nghĩa là thực ra người ta có thể điều tiết được cái cấp độ về cái ánh sáng các bạn chấm vào như thế nào, đúng không ạ? Đấy, thế là cái gương mặt của chúng ta đã tương đối là ổn rồi. Bây giờ việc thứ hai của các bạn là chúng ta sẽ thay thay màu cho cái áo này, bởi vì chúng ta sẽ đi theo tông đó là màu hồng. Và tất nhiên là trong cái giá trị để muốn thay áo thì các bạn sẽ bắt buộc phải làm một cái thao tác pen. Chúng ta sẽ tích vào đây một điều. Bởi vì có những thứ mà khi mà các bạn dùng những cái phiên bản đời mới, đúng không ạ? Các bạn sẽ dùng những phiên bản đời mới như nghĩa là sao ạ? Có nghĩa là dùng phiên bản 2022, 2023 nó có giá trị về tách nền. Nhưng trong trường hợp này tôi hỏi bạn có thể tách được cái áo này ra cho tôi không ạ? Đúng không ạ? Nên chính vậy mà cái câu chuyện của chúng ta là ảnh chúng ta tương phản yếu và chúng ta không xác định là chúng ta chụp nhau để tách thì xin lỗi cũng phải dùng bằng tay hết, chạy bằng cơm hết nhá. Chúng ta sẽ chọn vào đây, chúng ta cất đây và đây là những sản phẩm online nên là chúng ta sẽ làm tương đối là kỹ thôi. Chứ còn để một kỹ hết hết mà theo kiểu là in ra ngoài thì các bạn nhớ một điều rằng tôi sẽ phải tách tóc khu vực này nhá. Hiện tại tôi sẽ tách như này. Và chúng ta phóng to cắt thật là kỹ cho tôi các bạn. Thực ra là một phiên bản mà các bạn nhớ hơn nè, nếu mà thực sự là chúng ta làm về nghề mà bảo là hôm nay không có bài thì thực sự không phải, chúng ta phải tự vẽ ra bài để chúng ta luyện. Còn sau này các bạn đi làm công ty nó ổn rồi, lương các bạn tương đối tốt rồi thì các bạn được quyền là đến tối tôi phải đi chơi chứ, 8 giờ làm trong một ngày đã mệt mỏi lắm rồi mà suốt ngày làm cái máy rồi đến lúc đấy bạn khác. Còn hiện tại bây giờ chúng ta chưa có một cái gì cả, chúng ta chưa có thể khẳng định là chúng ta đã tầm nào. Còn nếu mà chúng ta bảo là thấy em có thể ra trường và em có thể có việc không, có đúng chắc chắn là có việc nhưng lương không cao, lương cao nó nằm ở chỗ khác nhé em nhé. Đó, tôi sẽ chọn vào đây. Tất nhiên là đi rất là tỉ mẩn rồi. Ok, tôi sẽ chọn qua phần tay. Làm cái nghề cắt cắt này em biết là cái tay của các nghệ sĩ cũng không đẹp đẹp lắm đâu, các bạn hiểu không? Ok, tôi sẽ kéo vào đây. Và các bạn nhớ nha, những sản phẩm được liên quan đến một số thứ hình thể người mà các bạn quảng cáo trên mạng một cách hơi nố là chúng ta sẽ chạy quảng cáo rất là vất vả và không cho chạy đâu. Nó liên quan đến văn hóa, nó liên quan đến nhiều thứ khác nữa. Nên là cứ hở ra một tí là chưa chắc đã được chạy quảng cáo đâu ạ. Ok, chúng ta chọn vào đây. Tại sao khi quảng cáo người ta phải dùng người đẹp? Bởi vì người đẹp thì người ta lướt qua Facebook thì người ta mới nhìn được chứ. Control Enter. Sau khi Control Enter xong thì bạn nhớ một điều cho tôi đó là gì? Tôi sẽ chọn vào chính cái cô gái đầu tiên. À, các bạn có hai phong cách. Một là bạn sẽ chọn cho tôi là Control Z. Nhớ nha, Control Z cái này nè. Thế là tự nhiên tôi có một cái áo. Được chưa? Để nguyên sắc độ đấy. Tiếp theo chúng ta sẽ phóng to cái này đi ạ. Chúng ta sẽ chọn vào đây, pen. Tôi sẽ tích vào đây một điểm. Tôi tích vào đây một điểm và chúng ta sẽ bắt đầu đồ. Các bạn nhớ nha, dù chúng ta có không biết mọi người đã bao giờ đi chụp chưa nhưng mà nếu mà đi chụp trong studio thì xấu cũng sẽ trở nên rất là kinh khủng đấy. Người ta make up xong người ta làm đẹp hơn hẳn luôn. Nhớ trong cái phần pen của mình khi mà mình đồ hình nhá, mình có những cái giá trị như sau. Có rất nhiều bạn bị mắc cái lỗi này, tí tôi sẽ trình bày cho các bạn này. Chúng ta sẽ trình bày như thế này. Các bạn sẽ chọn cho thuộc tính này cho tôi.
Nếu các bạn chọn thuộc tính dưới ngay lập tức Canter thì nó lại chọn vùng ngoài, không phải chọn vùng trong. Nên tóm lại chọn cái này cho tôi. Thì các bạn mới chơi một cái trò như sau, là bạn đồ xong một hình, sau đó bạn lại xuống dưới bạn lại đồ tiếp cho tôi một hình thứ hai như bình thường. Đấy, có nhiều người đồ xong là Canter tự nhiên được một bên. Hiểu không? Nó không có giá trị là cộng vùng và trừ vùng đấy. Bây giờ nhiều người bắt đầu mới có nhiều học bạn học viên xong bảo là ôi thế à, em tưởng cái cộng vùng trừ vùng nó đơn giản. Ừ, đúng rồi, bởi vì là mình làm ít chỉ vậy thôi. Sự thành công của một designer tính bằng số giờ nhá, bạn cứ làm nào làm giờ mà ít quá thì chúng ta cũng nghỉ thôi. Ok, sau khi làm xong chúng ta ấn vào Control Enter. Và sau khi Control Enter thì tôi đã lấy được cái áo số 2 và tôi lại chọn là chính cái nền thứ hai của background, và tôi ấn vào Control Z lên cho các bạn. Và các bạn nhớ một điều rằng khi Control Z xong thì tôi sẽ kéo ra 1 và 2, và lúc này tôi chọn cả 1 và 2. Chúng ta có thể ấn vào biểu tượng là Control G để group nó lại. Được không ạ? Để cho nó chủ động hơn, Control G. Bước thứ hai, tôi sẽ đặt cho nó một giá trị là tôi thay đổi thành cái tông màu, đó là tông màu tím cho các bạn bằng cách như sau. Đó là tôi sẽ chọn vào biểu tượng và tôi chọn vào phần gradient map. Gradient map là một trong những phương pháp thay đổi màu của đối tượng một cách tốt nhất hiện tại bây giờ rồi. Còn có những người thì lập ra một layer mới xong rồi dùng hòa trộn color cũng được, nhưng mà màu nó sẽ bị dại và bị non, nên thường thường người ta chọn vào gradient map. Và trong phần gradient map thì các bạn lưu ý cho tôi là bạn khi mà áp dụng một phát ngay, tức nó sẽ áp dụng cho toàn bộ tất cả phía dưới. Nên người ta gradient map nó hay hơn ở bên phần bảng layer của chúng ta, đó là tính năng chúng ta chọn đối tượng dưới. Có nghĩa là chỉ áp dụng đối tượng dưới thôi, vậy thì tôi áp dụng cho phần group của tôi. Các bạn nhìn group tôi cho. Chỉ group nhận thôi. Thì đấy là lý do tại sao mà nó hơn bằng cách là bạn chọn image xong rồi bạn chọn vào gradient map, trong đây cũng có. Các bạn nhìn thấy chưa? Nhưng cái này nó áp dụng trực tiếp vào cái ảnh. Còn thằng này lại áp dụng này, vừa có ảnh này vừa có mặt này. Nhìn chưa? Và lúc này chúng ta sẽ chơi một cái trò như sau, là cái sắc độ đầu tiên bạn hãy chọn cho tôi là sắc độ đen trắng. Nhìn thấy đen trắng nó trở về trạng thái đầu tiên chưa? Thì riêng cái màu đen này các bạn nhớ nhé, đây chính là sắc độ đậm trên một vật thể của chúng ta, thì không bao giờ được quyền đánh mất cái sắc độ này đi, trở thành màu ghi. Có nhiều ông mà táng luôn màu tím vào đây thì mất đi sắc độ đậm nhất rồi, chỉ có màu sắc độ trung gian thôi. Nên là tôi sẽ chọn vào đây và tôi chọn tím đậm nhất cho tôi. Tím đậm nhất của tôi là nằm ở đây ạ. Và tôi sẽ chọn tím đậm nhất là nằm ở chỗ này ạ. Các bạn có nhìn thấy bắt đầu nó ám tím không ạ? Cấp độ số 2, các bạn sẽ chọn cho tôi vị trí ở giữa và tôi đánh thông số là 50% để nó nằm ở đúng giữa luôn. Nhìn thấy không ạ? Và cái này thì các bạn hãy chọn cho tôi tông màu tím thứ hai. Nhìn tông màu tím thứ hai chưa? Và tất nhiên cái màu trắng này bạn có thể giữ lại ở hai cấp độ. Ví dụ tôi thêm một cái cấp độ nữa và tím này sẽ là sáng hơn nữa. Các bạn nhìn áo tôi chưa? Nhìn chưa? Và cuối cùng cái sáng nhất là do nó bắt mắt lên phía trên, nó đập vào vật thể của chúng ta. Thì cái màu này các bạn có thể chọn cho tôi ám tím. Đó, các bạn nhìn không ạ? Hiểu cái này chưa ạ? Và sau khi đã trở thành ám tím xong rồi, bắt đầu người ta mới sử dụng cái biểu tượng lớn. Ok, thế là tôi đã có được cái hiệu ứng của thiết kế của chúng ta là như này rồi. Các bạn có biết lý do tại sao mà chúng ta lại, khi mà chúng ta chọn vào vật thể của cái group mà chúng ta kéo đây không? Nhìn thấy chưa? Nhìn chưa? Rồi nhá, bây giờ chúng ta sẽ có một cái phần thứ hai. Trong trường hợp này, nếu cái đối tượng của chúng ta nó bị làm sao hả? Nó không được chính xác, thì các bạn có thể chọn và thử chọn cho tôi một cái biểu tượng liên quan đến bàn tay xem có được không nhá. Các bạn nhìn này, vật thể của chúng ta chính là cái này. Tôi cầm ở đây, nhìn nhá, chúng ta sẽ có một cái biểu tượng bàn tay để dịch hình nhá. Nhìn dịch hình kéo này được không ạ? Điều nhờ, thấy chưa? Nhìn này, cầm này kéo này, thu nhỏ lại một tí, cầm này kéo ở đây. À, nhìn chưa? Đấy, thì tùy theo tính chất mà các bạn tự kéo hay không nhé. Chỗ này tôi sẽ kéo luôn vào đây, kéo luôn vào đây, kéo luôn vào đây. Đấy, kéo luôn này. Và nhớ một điều đáng nhẽ đoạn này của tôi nhé, tôi nói cho bạn biết phải làm cái đường chỉ này phải thẳng tưng, chứ không có chuyện là cứ mốc ra mốc mô ra ngoài vào trong đấy nhá. Rồi, sau khi làm xong thì tôi sẽ chọn vào đây. Cấp độ số 2 cũng tương tự như vậy, tôi sẽ làm cho các bạn xem về cái giá trị ánh sáng đập vào. Tôi lại chọn vào công cụ thứ hai là
À, chắc mà chúng ta chọn vào level. Sau chọn vào level xong thì các bạn hãy chọn cho tôi hòa trộn, đó là làm sáng ảnh. Trong phần làm sáng ảnh chúng ta chọn vào biểu tượng tích đúc vào hiệu ứng và lại chọn vào biểu tượng thuộc tính, chọn vào dưới của đối tượng. Có nghĩa là chỉ chọn vào cái áo thôi, không chọn cái khác được. Sau khi làm xong các bạn hãy chọn chuột phải, chọn là blending option cho tôi, và lúc này chúng ta sẽ lọc đối tượng thôi, cũng giống tương tự cái mặt. Tôi sẽ cầm và tôi kéo ở đây. Và tôi kéo vào đây để bạn yên tâm một điều rằng tôi kéo đến nơi tôi quy định. Đấy, đến đoạn này rồi, đến đoạn này trông cái vải, các bạn yên tâm một điều rằng giữ phím ăn bạn kéo ra, cái vải của chúng ta sẽ bóng hơn rất là nhiều. Nhìn này, cái vải bóng không? Trông xịn hơn hẳn, đúng chưa? Còn nếu mà bạn muốn khắc phục chỗ này này, có những chỗ mà chúng ta uốn nắn nó không có được thì chúng ta bắt buộc phải chơi một cái trò như sau là pen, chúng ta tích đây một điều. Đấy chưa? Control Enter. Lập ra một layer mới. Chúng ta đổ một cái màu tím đậm. Đổ lên bằng an đen. Cho lên trên tất cả được không ạ? À, cái này tại sao nó bị như này? Bởi vì lý do là do ông này. Chứ không phải là lý do cái áo đâu nha, tôi cho các bạn xem này. Bởi vì lý do là do ông này. Ông này phía trên này. Các bạn thấy chưa? Hiểu hiểu cái đoạn này tôi chưa? Ok, tôi sẽ bật cái này lên cho các bạn xem nhá. Được chưa? Đây. Vậy thì cái này của tôi thì tôi chỉ cần chọn là mặt nạ và tôi dùng cái công cụ Naso. Các bạn biết Naso là đôi lúc là rất là hữu dụng bằng cách là chúng ta nín thở. Nhớ nhớ nhé, nín thở. Tại vì nhiều lúc này các bạn có thể làm nhưng mà nhiều lúc thì chúng ta có thể nín thở, chúng ta sẽ kéo như này này. Khi nín thở bao nhiêu thì các bạn sẽ nhìn thấy được chưa? Và lúc này chúng ta muốn là xóa bỏ cái này này thì chúng ta chọn dùng lệnh là Shift F6 nhá. Chúng ta dùng Shift F6 cho tôi này. Và chọn cho tôi là số 1 này để cái vùng chọn nó làm mềm, nó không bị cứng. Thì chúng ta xóa đi. Xóa đi là gì? Trên mặt nạ của chúng ta muốn mất đi cái phần phía trên của chúng ta thì chúng ta dùng lệnh là Ctrl đen. Và lúc này về Ctrl D thì các bạn sẽ nhìn thấy cái hình của tôi đã xong. Các bạn có nhìn thấy cái hình này của tôi chưa? Và cũng tương tự như vậy phần phía này của chúng ta này, nhìn thấy chưa? À, chúng ta sẽ có một cái thao tác là chọn vào cái hình này và cũng tương tự như vậy cái bàn tay của chúng ta dịch chuyển ra như này đúng không ạ? Chúng ta sẽ dịch chuyển như này đúng không ạ? Chúng ta sẽ dịch chuyển như này đúng không ạ? Còn bây giờ các bạn muốn tả ánh sáng đập vào cái này thì cũng không khó gì cả, bởi vì là chúng ta biết cách là chúng ta làm được hết nha. Rồi xong chưa? Sau đó thì các bạn sẽ xếp lại cho tôi đó là TK. Và bản thiết kế này là bản thiết kế của các bạn. Được chưa? Thế là chúng ta đã có một cái tông màu tím rồi. Bây giờ chúng ta muốn phủ thêm một cái tím nữa thì chúng ta sẽ chọn vào biểu tượng lập ra một layer mới giúp tôi. Và cái này thì các bạn sẽ chọn cho tôi một cái lệnh như sau, đó là gradient map ở trên cùng. Cái này tôi sẽ phủ hết. Cái này bạn sẽ chọn vào biểu tượng cho tôi đó là màu, và cái màu này thì các bạn sẽ chọn cho tôi là màu tím. Ví dụ màu tím đậm. Và sau đó thì bên này thì các bạn sẽ chọn cho tôi đồ màu tím nó nhạt hơn. À, màu tím nó sẽ nhạt hơn. Và cuối cùng thì các bạn sẽ có một cái biểu tượng cho tôi đó là màu hồng. Đấy, người ta sẽ có rất nhiều những cách như này. Và sau khi đã phủ lên như này thì các bạn hãy chọn cho tôi phần đậm nhất nha. Tôi sẽ chọn vào đây, tôi chọn là đậm nhất cho các bạn. Nào bây giờ thì chúng ta sẽ xử lý bằng cách như sau, thoát bỏ cái này đi và hòa trộn cho tôi soft line. Ví dụ trong trường hợp này chúng ta hòa trộn như này thì nó sẽ phủ lên tấm màu cho các bạn toàn bộ là tông màu chúng ta màu tím hết. Có nhìn thấy tông màu của chúng ta tím không? Tôi hòa trộn làm sáng ảnh. Và sau khi hòa trộn làm sáng ảnh thì câu chuyện là bây giờ chúng ta sẽ chừa cái mặt ra. Chừa cái mặt ra hay như thế nào đó thì người ta cũng có cách, một là chọn phải, chọn là blending option và chúng ta sẽ đẩy toàn bộ cái phần ở dưới lên cho các bạn. Bạn sẽ nhìn thấy ở đây tôi sẽ đẩy như này. Mặt nó hơi ám tím mà. Bạn nhìn chưa? Và lúc này chúng ta giữ phím man, chúng ta giữ phím từ mặt em bắt đầu giữ phím man, chúng ta tách bỏ cái này lên đây, đây. Ví dụ như này nó sẽ hơi ám tím này, nhìn chưa? Còn cái cách thứ hai của các bạn là gì ạ? Các bạn có thể sử dụng cho tôi một chiêu thức là tắt bỏ cái này đi. Tắt bỏ đi nhá, nhìn tắt bỏ chưa? Bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang cái hệ thống đó là gì? Dùng vùng chọn theo kênh màu thì chúng ta mới đọc được thông số kênh màu của chúng ta được. Ví dụ chúng ta tích vào đây. Và các bạn sẽ nhìn thấy độ đậm nhạt như này này. Các bạn nhìn này, tôi tích vào đây một cái. Đây, đậm nhạt của chúng ta nó sẽ có cái này. Tôi sẽ bật cái này lên cho các bạn nhìn nhá. Tích vào đây, tích vào đây. Đây là màu tốt nhất của tôi rồi. Nhìn thấy đen trắng chưa? Và các bạn có thấy cái này đậm nhất không? Nếu tôi giữ phím Ctrl mà tôi tích vào cái kênh màu đó màu xanh lá cây.
thì tất cả vùng chọn của chúng ta sẽ chọn theo đậm nhạt và sắc độ chuyển khối của hình. Giữ tan chôn đây là chọn vùng chọn theo theo thông số chuyển màu. Còn bên ngoài khi bạn ấn vào Ctrl, bạn tích vào đối hình thì nó sẽ bao quát xung quanh cái hình đấy nhưng nó lại không có độ chuyển màu của các bạn. Và sau khi tôi đã có xong này, tôi quay trở về ban đầu là màu sắc của tôi. Và lúc này sau khi màu sắc của tôi xong thì tôi sẽ làm sao thoát bỏ và tôi chọn vào mặt nạ của đối tượng. Lúc này tôi sẽ ấn vào một biểu tượng như sau, đó là Ctrl đen. Và Ctrl đen xong thì các bạn sẽ nhìn thấy cái tông màu của tôi sẽ làm sao, nó hơi tím này. Các bạn nhìn thấy chỗ này chưa? Tím này. Nhìn chưa? Nhìn thấy tím chưa? Nhưng da mặt nó vẫn thế nha. Thì lúc này chúng ta sẽ hòa trộn soft line nhẹ nhàng như này cho tôi. Và lúc này tôi sẽ giảm cái cường độ đi một tí. Chúng ta sẽ nhìn nó kỹ hơn. Đấy. Thế là chúng ta đã có được tổng quan toàn bộ đối tượng của chúng ta. Đây các bạn sẽ xin lại gốc của chúng ta. Chúng ta đã đổi màu và bắt đầu đã có sự sâu sắc ở trong cái này rồi. Còn nếu mà bạn muốn tóc của chúng ta nó chiếu vào, nó sẽ có tí tím ở bên tay trái của chúng ta như này này, thì bạn chỉ cần lập ra một layer mới giúp tôi trên cùng nhá. Nhìn này, trên cùng này. Sau đó bạn sẽ dùng chính cái màu y ngắn và chỉ vào đây cho tôi là một màu tím nhá. Sau đó thì các bạn sẽ chọn cho tôi hòa trộn đó là color nhá. Sau đó dùng bút B nhá. Chúng ta chọn vào bút B. Và bút B lúc này là 50% thì bạn sẽ tô lên đâu thì tím sẽ đến đấy. Ok, chúng ta sẽ chọn đây. À, phớt tím mà. Được chưa? Chúng ta sẽ đẩy lên đây là tím này. Được chưa? Đó, xong rồi tím ở trên đỉnh đầu. Được chưa? À, phớt tím chỗ này tí, được chưa? Ok. À, sau khi đã có cái này xong thì các bạn hãy giảm nhẹ cho tôi, ví dụ như là fill xuống để cho nó ít tím đi. Được chưa? Em tím rồi. Tiếp theo lập ra một layer mới tiếp theo nữa thì bạn hãy chọn cho tôi là tím thì đối nghịch với xanh lá cây nên tôi sẽ chọn vào xanh lá cây. Và cái xanh lá cây này thì lúc này các bạn sẽ tô vào đây cho tôi, nhìn thấy chưa? Và cũng tương tự như vậy, chọn vào thuộc tính color, chọn vào đây cho tôi bên trong là tím. Ok, chúng ta chọn ở đây. Tất cả những cái vùng này tôi sẽ đẩy cho nó xanh là tẹo, nhìn thấy chưa? Đấy, đây là dùng màu tương phản cho chúng ta thiết kế. Đấy, các bạn nhìn chưa? Đã có tí xanh. Và trong quá trình khi mà các bạn đẩy đi xanh như này xong thì các bạn cũng chọn cho tôi giá trị hòa trộn của chúng ta vừa phải thôi. Chúng ta sẽ giảm dần, nó cũng có tí vào đây. Thì cho vào phớt lại một tí để cho nó bớt cái màu tím đi. Đấy, thế là chúng ta đã có một cái tiêu chí là có thể là vườn màu cho thiết kế đã xong. Bây giờ tiếp theo đến công đoạn của chúng ta đó là cái logo. Với cái logo như này thì các bạn hãy chọn cho tôi cái vị trí là tôi sẽ quét qua tổng quan toàn bộ đối tượng và bỏ cái này đi. Sau khi làm xong bạn sẽ copy ra bên ngoài và chúng ta sẽ kéo xuống và chúng ta ấn vào Ctrl Shift O, nguyên tắc để cho nó an toàn. Sau đó các bạn ấn vào Ctrl C cho tôi và sang bên Photoshop để chúng ta paste là sang là Ctrl V. Ngoài khi paste sang là dạng pixel là chúng ta có thể là nó sẽ mất định dạng của vector đi và chúng ta sẽ không có smart object và không có mockup, khi tích vào nó lại nhảy sang inut và chúng ta chỉnh tiếp. Nên bắt buộc là các bạn sẽ phải chọn cho tôi ví dụ smart object. Chúng ta chọn vào layer hay là chúng ta chọn vào pixel tùy theo. Chúng ta chọn vào đây. Các bạn thấy là cùng màu chưa? Và tất nhiên là khi ấn enter thì tôi đã có, thì tôi ấn vào Ctrl T và tôi thu nhỏ lại cho các bạn. Và biểu tượng này thì các bạn nhớ một điều rằng tôi sẽ đặt vào vị trí ở giữa cho chúng ta đặt đây ạ. À, khi mà đặt xong được như này xong thì các bạn sẽ phóng to xuống cho tôi một tí. Ở đây tôi có một cái biểu tượng này, các bạn nhìn chỗ này chưa? À, ví dụ cái chỗ này các bạn muốn đẩy tối để nó đẩy sâu cái phần này nhá, các bạn nhìn này, tôi sẽ dạy cho bạn một chiêu thức như sau, đó là gì, nhìn nhá, đây là logo, đồng ý chưa? Logo đặt đây. Bây giờ chơi một cái trò làm sao đẩy chỗ này nó tối xuống giống như cổ ấy. Thì bây giờ chúng ta lập ra một layer mới cho tôi và đổ cho tôi một cái màu 50% bằng cách edit. Chúng ta chọn vào fill, chúng ta chọn vào shift F5 và chúng ta ok thì tự khắc màu ghi rồi. Và sau khi đã có màu ghi xong thì bạn hãy chọn cho tôi đó là giá trị về hòa trộn soft line. Soft line thì các bạn sẽ thấy nó chả có tác dụng gì, nhìn này, trước và sau. Đây có tác dụng không? Chả tác dụng gì. Nhưng ở đây nó sẽ dùng dark và burn cho các bạn. Ví dụ dark của chúng ta là làm dạng sáng ảnh và burn thì lại làm tối ảnh. Có nghĩa là khi tô vào thì màu ghi nó sẽ đậm hơn thì cộng với lớp ảnh dưới làm cho tối màu. Thì cái thông số của chúng ta đang là chọn 50%, chúng ta sẽ
tăng cái đầu bút lên và tô vào đấy cho tôi. Các bạn nhìn này, tô vào đây tự nhiên chỗ này sẽ tối đi. Các bạn hiểu chỗ này chưa? Nhìn này trước sau này. Hiểu đoạn này chưa? Nên là vườn khối đối với tôi không khó lắm đâu nhá, vườn lên đâu được đến đấy đấy. Nhìn chưa? Ok, chúng ta sẽ đẩy qua đây. Xong chưa? Đấy, thì đây là một trong những chiêu thức để các bạn có thể đẩy được cái logo của chúng ta lên. Nhưng ở đây tôi sẽ chỉ cho nó ở dạng đậm thêm một tí thôi. Được chưa? Cấp độ thứ hai của bạn là logo các bạn đưa sang, các bạn hãy chọn cho tôi đó là gì? Canon G. Canon G là một độ nhá. Sau đó bạn hãy cho hòa trộn cho tôi làm sáng ảnh thì cái logo chúng ta sẽ bắt sáng hơn. Và lúc này sáng thì bây giờ bạn muốn như nào? Chúng ta sẽ tạo ra một cái mặt nạ và dùng gradient và kéo từ dưới lên trên như này, thì có phải là chỗ này nó sáng và chỗ này nó sẽ đậm không? Gầy sáng mà. Đấy à. À, chết ai đâu. Nhìn chưa? Logo của chúng ta được nhảy. Tiếp theo sau khi làm xong thì chúng ta vẫn chuột phải chọn là blending option để tạo ra bóng cho cái logo bằng cách drop shadow. Chúng ta sẽ chọn vào bóng 100%. Không biết có đúng không á, cầm kéo ra ngoài. Đây ạ, chúng ta sẽ chọn vào đây. Đây bóng rồi. Chuột phải chọn là blending option. Bóng của chúng ta đang là gì? Ở giữa, nhìn thấy chưa? Độ size làm nhòe của chúng ta đây, thì chúng ta sẽ kéo ở đây cho. Các bạn có nhìn thấy chỗ này nó tự nhiên nó sẽ thêm đậm chỗ này không ạ? Và lúc này các bạn hãy chọn cho tôi cái cấp độ này liên quan đến màu tím, thì các bạn sẽ chọn tím đậm rồi, độ đậm của bóng rồi, xong chưa? Sau đó bạn chỉ việc chốt lại cho tôi là xong. Và thế là logo tôi đã được đặt vào trong cái khu vực mà đúng tôi định vị rồi. Bây giờ việc còn lại của các bạn là gì? Chúng ta sẽ phải tạo ra một hệ thống chân trời của chúng ta bằng cái công cụ pen. À, chúng ta có thể dùng cái vùng chọn lập ra một layer mới cho tôi cái. Đổ cho tôi một cái màu cái. Đổ màu đậm nhá. Sau khi đổ màu đậm xong thì dùng dùng cho tôi cấp độ opacity bằng 50% lên ấn số 5 cho tôi để nhìn được hình thôi. Lúc này các bạn hãy chọn cho tôi dùng công cụ M hình tròn lười mà. Nên là chúng ta sẽ quét qua tầm này và chúng ta sẽ đặt vào vị trí đây. Tôi sẽ đặt như này. Và tất nhiên sau khi đặt xong như này thì bạn hãy xóa cho tôi phát dịch tử khắc, nó chỉ còn phần phía dưới thôi. Ở thầy sao dùng pen lười. Xóa đi. Các bạn sẽ nhìn thấy cái miếng hình tôi đậm như này, tôi sẽ chọn là 100%. Nhìn lên 100% tôi chọn. À, sau khi đã chọn xong được biểu tượng như này xong thì tôi lại tiếp tục tôi chọn vào biểu tượng pen. Tôi tích vào đây một điểm. Đoạn này đừng có lợi dụng là cái việc mà chúng ta Ctrl Z lên nhá. Tôi sẽ làm ra bình thường như này. Và tôi sẽ cắt xuống nhảy. Và tất nhiên là trong nguyên tắc của cái chuyển động thì bao giờ cũng phải có đầu này to và đầu này nhỏ. Làm kỹ tính một tí, đừng đừng có sơ sài, bởi vì nó chính là cái phiên bản hồ sơ xin việc của các bạn, đúng không ạ? Tội gì trong điều kiện khả năng cho phép làm tốt hơn thì tại sao không làm tốt hơn mà cứ cẩu thả chỗ đấy làm gì? Control Enter. Và sau khi làm xong thì các bạn hãy chọn cho tôi một cái đổ màu. Thì trong trường hợp đổ màu có hai loại gradient, bạn có thể chọn vào đây. Ở đây thì bạn chọn màu này là màu đậm nhất. Màu này thì các bạn sẽ chỉ vào đấy. Màu này các bạn sẽ chỉ vào đây, màu này các bạn sẽ chỉ vào đấy. Các bạn có nhìn thấy hình này được của tôi chưa? Và sau khi mà chọn vào đây là màu sáng nhất thì các bạn sẽ chọn vào phần sáng nhất của tôi là chính là màu hồng, được chưa? Tôi bớt cái này đi một tí, tôi kéo này sang một tí được không ạ? Ở đây nó có hai kiểu cho các bạn, là các bạn sẽ cầm đối tượng là bạn kéo nha, từ trái qua phải như này phát lại được luôn cái hiệu ứng của màu hồng của chúng ta. Chúng ta cho xuống dưới một nấc bằng can trôn ngọc vuông bên tay trái, nhìn này, đây ạ. Quên mất chưa lập ra một layer mới này. Đổ một cái màu gradient này, kéo từ trái qua phải này, cho xuống dưới này, thì có phải là xuống dưới nó sẽ có cái cạnh phát sáng, hoặc là các bạn kéo ngược lại như này, hoặc là kéo rộng như này được không, hoặc là kéo từ trên xuống dưới được không ạ? Đây dưới lên trên đây, tôi sẽ chọn dưới lên trên đó. Và sau khi làm xong thì tôi sẽ về dùng Ctrl D thì chỗ này nó hơi bắt sáng và chỗ này nó sẽ là. À, cái này thì nó cũng rất là đơn giản, nếu mà bạn muốn sáng ở giữa nữa thì cũng chỉ việc làm muốn việc là can trốn gì chuột phải nhá, nhìn này can trốn gì hòa trộn cho tôi làm sáng ảnh, sau đó dùng biểu tượng gradient và chọn vào gradient đen trắng hai bên, có nghĩa là hai bên là màu đen thì nó sẽ là mất hình và bên màu trắng còn lại sẽ là còn hình.
Đấy, các bạn thấy không? Là một cái thứ mà như thế này nó sẽ dùng rất là nhiều những cái nguyên tắc hiệu ứng, thậm chí là tổng hợp chúng ta rất là nhiều rồi. Vẫn ok, và chúng ta sẽ dùng kéo qua đây này. Có nhìn thấy chỗ này nó sẽ phát sáng không ạ? Nhìn chưa? Rồi, sau khi đã làm xong hiện tượng này thì các bạn đã từng nhìn thấy cái dòng sản phẩm của chúng ta là Cantona. Chúng ta có một cái biểu tượng của cái phần thư viện ảnh, chúng ta sẽ chọn cho nó một cái hình của chúng ta chính là cái background. Trong background thì các bạn đã có phần texture và chúng ta đã làm quen quá nhiều này. Nếu mà người nào mà thích thì chọn luôn cái này này, nó đỡ hơn này, tại vì nó là màu tím mà. Nhìn chưa? Ctrl A chọn hết, Ctrl C copy và chúng ta sẽ bỏ thuộc tính này đi ạ. Được không ạ? Không dùng cái nó nữa thì tắt nó đi thôi. Sau đó sang bên này Ctrl V. À, cùng màu với nhau nên tôi cho lên trên tất cả và tôi dùng hòa trộn làm sáng ảnh cho các bạn. Ví dụ tôi chọn ở đây. Này thì đối tượng của chúng ta sẽ được vào đây rồi. Và sau khi đã làm xong thì cái này các bạn chỉ việc ấn vào Ctrl V cho tôi thì ở đây nó sẽ có một cái hiệu ứng cho chúng ta là lệnh warp. Và trong cái phần warp của chúng ta thì nó có thư viện rồi sổ xuống cái đây ạ. À, chúng ta sẽ có thuộc tính này cong lên trên và chúng ta có thể võng xuống dưới. Chúng thu nhỏ lại nhá, võng xuống dưới nhá, và võng nào là song song nha thì bạn đẩy cái này lên trên cho tôi cái được, hòa xuống dưới tí nữa, xuống dưới tí nữa được chưa? Các bạn nhìn này chưa? Và tôi ấn enter, tôi đã chấp nhận cái giá trị về cái đường chuyển động của chúng ta là bắt sáng như này rồi. Và lúc này thì chúng ta sẽ đẩy lên đây cho tôi nhá. Và cái này cũng tương tự như vậy, chúng ta hãy tạo ra một layer mới của cái mặt nạ của chính cái này, dùng phím G, gradient đen trắng và kéo từ trái qua phải ở cấp độ như này, từ trái qua phải thì hai bên nó sẽ làm sao mất đi. Còn nếu mà bạn muốn rộng ra một tí nữa thì bạn sẽ đặt từ đây đến đây cho tôi để nó dài ra một tẹo nữa. Muốn dài nữa thì phải chọn đây, từ đây đến đây, thấy nó dài ra chưa? Đấy, thế thôi. Rồi, sau khi đã làm xong, bây giờ chúng ta quay trở lại, còn nhớ cái biểu tượng hạt bắt mắt mà nó chuyển động, nó lấp lánh chưa? Thì các bạn có hai kiểu nhá, tôi cho các bạn xem cái kiểu thứ hai cho tôi này, lấp ra một lấy mới cho tôi. Và lúc này chúng ta sẽ chọn vào công cụ bút B. Đây chỉ chuẩn bị tất cả những cái này, chúng ta sẽ chọn vào biểu tượng là một cái bút cứng có độ hát đít như này thì bạn tích ra, thì màu của nó sẽ là màu như này, tôi sẽ chọn là màu trắng. Bình thường để mà cho nó phát quang thì người ta phải làm gì ạ? Các bạn còn nhớ cái phát quang không ạ? À? Tích vào đây màu trắng ạ. Chúng ta chọn vào F5, điều chỉnh. Bây giờ các bạn có thấy không? Từ nãy giờ tôi làm rất nhiều kiến thức mà tổng hợp từ đầu đến cuối của Photoshop. Mà làm đâu chúng ta nhớ được đến đấy cơ mà. Bởi vì làm sao? Làm nhiều. Nhiều quá rồi thì nó trở thành điêu luyện thôi mà. Cầm đây kéo đây một tí. Chúng ta sẽ chọn vào Shape Dynamic. Là điều khiển đầu bút của chúng ta có to nhỏ. Tiếp theo chúng ta chọn vào bay lên trên bay xuống dưới của chúng ta, tiếp theo chọn vào đây. Và để muốn độ bay của chúng ta nó có các cấp độ khác nhau về xa gần, chúng ta hãy chọn vào phần transfer. Chọn vào đấy. Chứ không phải là đến lúc đấy bạn ơi để em mò lại cái em hiểu hiểu này thì phải xem lại. Chúng ta nhìn đi chưa? Và sau khi làm xong cái này thì bây giờ tôi vẩy theo cái cách của tôi thôi, tôi sẽ cầm này tôi vẩy như này được không ạ? Được chưa? Các bạn có thấy không? Tôi vẩy như này thì cái gì mà chả được nhá. Đầu tiên này, vẩy to này, vẩy to thì chỉ vẩy ở chỗ giữa thôi, nhìn nhá, vẩy rồi chỗ giữa này, nhìn chưa? Nhưng tất cả những cái đối tượng này mà tôi muốn các bạn muốn phát quang cho nó ấy, đây tôi dạy cho bạn chiêu thức này. Bình thường chúng ta phải có lớp màu đen ở dưới mà, chúng ta gộp hai lớp này sau đó chúng ta mới chọn Color Dot được không? Thì bây giờ không cần, chúng ta chỉ cần chuột phải vào biểu tượng Blending Option nhảy cho tôi và bỏ thuộc tính đó là Transparency Shape Layer đi. Và cái này thuộc tính của chúng ta là chọn vào Color. Nhìn này chưa? Cái này mới được nha. Ok, vẽ đâu sáng đấy. Tôi đảm bảo cho bạn biết luôn. Nhìn chưa? Nhìn này, nhuyễn màu này. Giảm phim đi cho xem, phát sáng nha. Nhìn chưa? Rồi bây giờ thu nhỏ đầu bút này, vẩy đây. Đúng chưa? Bởi vì đấy. Đấy, có nhiều công ty người ta tuyển các bạn là ok, em làm được thì là cái này thì anh sẽ cho em vào công ty, còn nếu không nghỉ nhá. Anh cũng không cần thuê những cái người như vậy. Ok? Hiểu chưa? Xong rồi, xong phần chuẩn bị rồi. Bây giờ việc còn lại của các bạn là gì à? Tôi đã vẽ một cái đường vòng lên đây và tôi đặt cái sản phẩm của chúng ta vào, thì cái sản phẩm của chúng ta nó nằm ở đây. Nào, chúng ta sẽ ấn vào Ctrl.
À, chúng ta sẽ chọn vào biểu tượng liên quan đến hình thù của chúng ta, đó là chọn vào biểu tượng của cái tư liệu. Trong phần tư liệu ngày hôm nay chúng ta sẽ làm về thời trang cho nữ. Đâu rồi? Và nó ngoài tôi sẽ chọn vào file này, là file này trên phiên bản web nó đã có là PNG rồi, cắt nó dễ lắm. Nhìn chưa? Lúc này muốn đổ màu cho đối tượng thì tôi cứ tạo ra một cái lớp nền dưới để cho các bạn có một sự tương phản là màu tím đậm đi. Được không ạ? Cho xuống dưới tất cả nha, đổ màu bằng lệnh là an đen và cho xuống dưới tất cả bằng can chôn ship ngọc vuông bên tay trái. Và lúc này nhiệm vụ của chúng ta là hãy biến cái đối tượng này trở thành cái màu tím cho tôi, tím hồng đấy, để theo đúng tông mà. Chúng ta sẽ dùng cái biểu tượng gradient map cho tôi cái. Và nhớ một điều rằng dùng gradient map thì nó phải làm sao ạ? Phải chọn vào thằng dưới thôi, không ảnh hưởng cái nền nhá. Nào, bước độ số 1 của chúng ta, miếng này phải là màu tím đậm. Được chưa? Cấp độ số 2 của chúng ta tích vào đây, tôi sẽ có màu hồng. Nhìn thấy màu hồng chưa? Tiếp theo bạn tích vào đây cho tôi thêm một độ nữa. Chúng ta lại tiếp tục chọn vào hồng tiếp theo. Nhìn chưa? Ở đây nó sẽ có những cái cấp độ rồi các bạn nên. Và cuối cùng là các bạn sẽ chọn vào cái hình trên thì nó sẽ chính là màu hồng nhưng mà lại thiên về pha như thế này. Và lúc này chúng ta tắt bỏ cái lớp nền của chúng ta đi thì chúng ta sẽ nhìn thấy cái hình của chúng ta thôi. Các bạn cứ nhìn thấy hình này của tôi không ạ? Biểu tượng này chúng ta được quyền tích đúc vào đây và chúng ta được quyền điều chỉnh nó. Ví dụ tôi cầm biểu tượng này tôi kéo đây thì cái này nó sẽ sáng lên. Có nhìn thấy không ạ? Tôi muốn lấn phần là màu hồng nó nhiều hơn. Ok, tôi sẽ chọn vào đây. Nhìn thấy chưa? Thay đổi màu của đối tượng xong. Cái thứ hai để muốn là chỉnh sắc độ thì người ta cũng có cách nữa là người ta có thể chọn vào biểu tượng là Ctrl+L được. Bởi vì cái Ctrl+L này thì bạn sẽ chọn xuống dưới cho tôi và chỉ việc kéo cái thanh gạt này xuống là nó sẽ tự tạo độ đậm và cái này sẽ tự tạo độ sáng. Đấy, làm xong nó cũng phải chỉnh như Ctrl+L, Ctrl+M mà. Thì cái hình của em nó mới ngon được chứ. Và sau khi làm xong chúng ta sẽ chọn vào 1 và 2 3 ấn vào biểu tượng Ctrl+G. Biết Ctrl+G không ạ? À? Và trong cái Ctrl+G xong thì bây giờ các bạn chỉ việc làm sao mang cái đống này này sang cái phần thiết kế của chúng ta thôi. Chỉ làm sao nữa. Nhìn đây nha. Ctrl+T và chúng ta sẽ thu nhỏ lại. Nếu mà thích nữa thì có thể Smart Object tùy theo tính chất của các bạn nha. Dạ. Đấy, ví dụ thế. Đặt vào đây. Hay đặt vào đây thì nó sẽ che phần phía dưới cho các bạn nhìn đi chưa. Ok, chúng ta sẽ chọn ở đây. Rồi, C, chúng ta sẽ mở rộng ra một tí. C nhá. Tôi thu nhỏ này trước đã. Enter. Sau đó C, chúng ta sẽ mở rộng này ra. Sau đó thì chúng ta sẽ chuột phải về chọn vào đây. Cái background của chúng ta là trên cái lớp dưới cùng của chúng ta chọn vào đây là số 9. Là cái này này. Nhìn chưa? Phóng to. M. Quét qua một nửa phần phía dưới. Shift M là biến từ vuông thành tròn, tròn thành vuông. Chọn vào đây và đổ cho tôi một cái màu đó là đúng cái màu của đối tượng. Nhìn thấy không ạ? Sau đó các bạn sẽ đẩy xuống đây cho tôi. Cái sản phẩm của chúng ta thì chúng ta sẽ thu nhỏ lại nha. À, một là đặt lên trên, hai đặt xuống dưới. Ok, tôi sẽ đặt rồi. Tôi nghĩ tôi sẽ đặt vào đây. Phóng to nhá. À, sau khi đã có phần này xong thì buộc là các bạn sẽ phải xử lý cái phần phía dưới cho tôi để có thể là nó sẽ sáng lên cái phần đằng sau. Thì ở đây người ta cũng có rất nhiều cách. Một là bạn sẽ chơi trò là tắt bỏ cái hình đi. Chuột phải vào chính cái giá trị sản phẩm này. Chính là cái này đúng không? Bạn chụp màn hình cho tôi. Trong trường hợp này bạn chỉ cần chụp màn hình bằng Ctrl Shift Panel. Ctrl Shift Panel nhá. Nhìn thấy có một cái hình mới chỗ này chưa? Và hình này tôi sẽ hòa trộn cho các bạn xem đó là hòa trộn làm sáng ảnh. Nhìn chưa? Và tôi sẽ chọn vào thuộc tính là Ctrl Z thêm độ nữa. Quên mất chúng ta đang chọn vào thuộc tính của cái sản phẩm của chúng ta đang bay vào vị trí giữa. Tôi cho lên trên tất cả đi. Xuống dưới nha. Cho nên trên tất cả này.
chúng ta sẽ Ctrl Z lại khi đưa sang, bởi vì lúc đấy thì tôi đưa sang thì nó không đúng. Xóa này đi. Đấy, thấy chưa? Nó sẽ không đúng nên là chúng ta sẽ phải ấn Ctrl Z lại, bởi vì chúng ta cho vào cái phần là nó chỉnh màu rồi. Đây ạ. À, trước khi làm thì tôi sẽ dùng C để tôi nối dài ra là một này. Mức độ thứ hai là tôi sẽ chuột phải, tôi chọn vào chính cái hình của chúng ta là chính cái background này, chuột phải chọn vào số 9 là dưới 11 này. M, và chúng ta sẽ quét qua vị trí này và chúng ta sẽ đổ màu đan đen. Tiếp theo nữa là cái hình này của trên chúng ta, để sau khi mà chúng ta kéo dài ra thì các bạn sẽ nhìn thấy chỗ này nó đang gặp vấn đề. Các bạn có thể chọn vào chính cái mặt này và dùng bút B. Bút B nhớ nhá. Chúng ta sẽ chọn một cái đầu bút hình tròn và chỉ việc tô vào cái phần vị trí không cần thiết này đi. X. Được chưa? Để cho nó hết cái phần mềm đi. Tiếp theo sau khi làm xong, bây giờ tôi sẽ đẩy lên trên cùng. Trên cùng của chúng ta là chính là trên cùng như này, thì bắt đầu chúng ta mới đưa sang để tránh trường hợp nó rơi vào đúng cái vùng mà blend màu của chúng ta. Đó, và bạn ấn vào Ctrl T cho thu nhỏ xuống. Ở đây thì nó sẽ có rất là nhiều nhiều cái cho các bạn, ví dụ như là có nhiều người người ta ấn vào Blending Option. Trong phần Blending Option thì các bạn sẽ chọn vào cái phần là Inner Ground. Ví dụ Inner Ground thì chúng ta sẽ chọn vào biểu tượng là làm cho nó sáng, hình nó sẽ nhìn này, nhìn thấy phát quang chưa? Nhìn thấy phát quang rìa chưa? Và các bạn sẽ chọn cho tôi là bóng ở giữa được, nó sẽ được như này. Toàn bộ tất cả những cái đường này sẽ là phát quang. Có nhìn thấy không ạ? Và sau khi đã có phát quang xong này thì các bạn chỉ việc tăng cái giá trị về độ đậm của nhạc nên nó sẽ được như này này. Nha, có nghĩa là nó muốn đẩy sáng thì sẽ đẩy theo kiểu như này. Và chúng ta sẽ dùng hòa trộn, ví dụ nếu hòa trình overlay thì sẽ được như này. Được không ạ? Đây, trước khi làm điều đấy, bây giờ tôi sẽ cho các bạn xem là tôi sẽ nhân bảng cái lớp này lên làm hai cho các bạn giữ phím Ctrl. Đây, tôi sẽ quay trở lại vùng tròn và tôi sẽ giữ phím Ctrl quay trở lại nhá. Nhìn thấy quay trở lại vùng tròn chưa? Sau khi làm xong, các bạn hãy chọn cho tôi thuộc tính ở lên phía trên của đối tượng này của group, lập ra một layer mới và chúng ta được quyền M. Ví dụ như là chúng ta sẽ đổ một cái màu. Các bạn sẽ đổ màu cho tôi. Ví dụ như đổ màu như sau, chúng ta sẽ đổ một cái màu sáng, màu hồng nhá. Tan đen. Với cái biểu tượng như này thì các bạn sẽ chọn cho tôi thuộc tính như sau, ví dụ là chúng ta chuột phải chọn vào Blending Option. Sau đó thì các bạn sẽ chọn cho tôi thuộc tính là hòa trộn. Ví dụ như là Shape Layer, chọn vào biểu tượng Color. Màu nó sẽ tương phản như này. Nhìn chưa? Đây ạ. Sau khi chọn xong, bắt đầu chúng ta mới sử dụng cái hiệu ứng như sau. Đó là tôi chọn vào phần Inner Ground. Inner Shadow, Inner Ground, đây các bạn sẽ nhìn thấy nhỉ? Đây là bóng bên trong và thuộc tính bóng bên trong này thì tôi sẽ chọn cho nó một cái phần phát sáng. Tiếp theo các bạn sẽ chọn vào bóng nó nằm ở giữa. Thì trong cái trường hợp này các bạn có nhìn thấy cái hình của chúng ta đang gặp trường hợp như này không ạ? Nhìn này chưa? Chúng ta sẽ cho nó rỗng đây thôi cho các bạn xem, nhìn ấn OK này. Các bạn sẽ chọn vào Fill, bạn kéo thử rỗng xuống chưa? Đây rỗng thì nó sẽ được như này. Tôi sẽ kéo ra ngoài, chuột phải chọn vào biểu tượng màu trắng 100% đây. Đây ạ, chuột phải. Đây làm lại cho các bạn sẽ nhìn nó dễ hơn này. Chọn vào thuộc tính là Normal này. Nha. Bây giờ chúng ta sẽ làm cho nó cái phần rìa bên trong là nó sẽ phát sáng ở những cái cạnh như thế này. Chúng ta giữ phím Ctrl. Quay trở lại vùng tròn. Sau đó làm nhỏ vùng tròn cho tôi. Làm nhỏ vùng tròn bằng công cụ là Select. Chọn vào Modi và chúng ta chọn vào biểu tượng là con chắc, chọn số 3. Nhìn thấy không ạ? Chúng ta chọn vào Select một lần nữa, chọn cho nó một cái biểu tượng nhỏ vùng chọn 5. Sau khi làm xong thì các bạn hãy chọn cho tôi làm mềm vùng chọn bằng Shift F6. Tôi sẽ đặt vào khoảng 10. Và bắt đầu chúng ta sẽ xóa cái hình đi bằng công cụ đen. Mọi người sẽ nhìn thấy là xung quanh tôi sẽ có một cái hình như này nhá. Nhìn thấy chưa?
Và với cái biểu tượng như này thì các bạn sẽ làm cho tôi cái thuộc tính giống như vừa rồi tôi vừa làm, đó là chuột phải chọn blending option và bỏ cái thuộc tính này đi đúng không? Nhìn này chưa? Và chúng ta sẽ dùng cái hòa trộn đó là color. Nhìn lên color chưa? Người Với cái color như này thì các bạn sẽ nhìn thấy là cái hình của tôi nó sẽ phát sáng. Nhìn lên chỗ hình cho tôi phát sáng chưa? Với cái hình này này các bạn nhìn chưa? Dạ. Đó thì các bạn sẽ làm cho tôi cái độ nhòe ra. Ví dụ nha, chúng ta sẽ giảm phi này, tự khắc nó sẽ làm sao nó cũng phát sáng như phát sáng vừa thôi. Có nhìn lên chỗ này phát sáng chưa? Phần viết trên của chúng ta sẽ làm sao? Chúng ta sẽ dùng cái công cụ mặt nạ, bởi vì là mặt nạ chúng ta có rồi. Chúng ta sẽ loại trừ cái này đi bằng công cụ tích vào mặt nạ và dùng bút B. Thu nhỏ lại và bắt đầu tô. Đó, các bạn nhìn thấy chưa? Chúng ta sẽ loại trừ tất cả những cái này đi. Đó, chúng ta sẽ tích vào đây. Tích vào đây một điểm, giữ shift tích vào đây một điểm là tự khắc nó sẽ đi theo đường thẳng cho các bạn. Nhá, còn nếu không thì bạn có thể giảm độ đi này, loại trừ cũng được. Đó. Tiếp theo. À, với cái cách đằng sau như vậy thì bây giờ các bạn sẽ làm cho tôi là lập ra một layer mới phần phía dưới đối tượng của chúng ta đây ạ. Cái này các bạn sẽ dùng bút B cho tôi và tôi tô tô vào vị trí này, tô vào vị trí này để tôi nhấn nhá cái logo, tô cái bút của tôi đặt như này để tôi đặt cái sản phẩm tôi lên ạ. Đó, sau khi là tôi đã nhấn nhá được cái này thì tôi mới đẩy được nó lên này. Đấy, như tôi đã nói cho các bạn biết là cái này đối với tôi thì tôi chỉ cần chuột phải chọn là blending option nha. Sau đó các bạn sẽ bỏ cái thuộc tính này đi và dùng hòa trộn color. Thì nó cũng phát sáng cho các bạn nhìn này. Nhìn chưa? Với phát sáng như này bạn sẽ giảm độ cho tôi để làm sao nó vừa phải, nhìn chưa? Nó sáng đủ độ này. Để nó đẩy được cái thương hiệu của bạn lên này. Cấp độ thứ hai là sau khi đã làm xong thì bắt đầu chúng ta sẽ vẩy thêm một vài cái thuộc tính để cho nó nổi cái sản phẩm chúng ta lên. Đây nhá, đây là cái thuộc tính của chúng ta, chọn vào filter, chọn vào blur và chọn vào Gaussian blur để làm nhòe cái thuộc tính này bởi vì nó khá cứng chỗ này này. Các bạn có để này cho tôi để cho nó nhòe hơn. À, nếu mà chưa đủ sáng thì các bạn có thể ấn vào Ctrl Z lần thứ hai thì nó sáng hơn, nhưng mà lúc này sáng quá thì chúng ta sẽ đặt nhạy. Tiếp theo. À, sau khi đã có được cái phần này xong thì cái hình này của chúng ta được rồi. Chúng ta sẽ chọn vào vị trí là phần B, bút B của chúng ta tô vào đây, tô phần trên nó sẽ biến mất này. Nhìn đi phần phát sáng phần phía trên biến mất chưa? Anh nhá. Các bạn nhìn này, V là chuột phải vào chính cái hình của chúng ta này. Ồ, nhìn chỗ này chưa? Chúng ta sẽ chọn vào đây, B, tô vào đây. Là sao? Trời ơi, chúng ta trùng vẽ không lập layer này. Nếu mà vẽ không lập layer thì nó sẽ bị dính vào cái hình của các bạn luôn. Đây tôi vẽ đây rồi. Lập ra một layer mới, nhớ là phải lập ra layer mới nhá. Sau đó thì bạn mới tích vào đây cho tôi. Tích vào cái hình này. Sau khi tích vào hình xong thì bạn mới bắt đầu dùng thuộc tính cho tôi đó là chuột phải chọn blending option. Cái này các bạn sẽ chọn vào đây và chọn vào hòa trộn làm color. Thì lúc này sau khi làm xong thì bạn mới cho cái này xuống dưới cho tôi. Ctrl ngoặc vuông. Cho nó xuống dưới để nó sẽ làm sao nó xuống dưới một lần nữa, xuống dưới một lần nữa đi đây ạ. Cái này các bạn chỉ cần giảm độ đi cho tôi, bắt đầu nó đủ độ sáng cho các bạn nhìn đi chưa. Các bạn có thể ấn vào Ctrl Z lần thứ hai để cho nó sáng thêm độ nữa, thì các bạn sẽ dùng hòa tổ trộn cho tôi đó là trộn làm sáng ảnh. Ctrl chọn vào đây đẩy cho nó như này và tôi ấn vào Ctrl T để tôi thu nhỏ lại. Cái này chúng ta đẩy cao lên tí nhá, giữa chúng ta sẽ được nha. Rồi bây giờ thì đẩy dọc xuống dưới
Đấy thì bây giờ cái này nó mới nổi được cái thiết kế của các bạn lên được. Tiếp theo. À, vậy thì cái sáng và tối nó sẽ tương phản với cái nền thiết kế của các bạn như này, thì các bạn sẽ chọn xuống phần phía dưới cho tôi, đó là cái này, các bạn kéo đây là một miếng này, đây là một miếng này, được chưa? Chúng ta lập ra một layer mới và cũng tương tự như vậy, đổ cho tôi một cái màu, đó là màu đậm, màu ghi nhá, nhớ là 50%, chúng ta chọn vào edit và chúng ta chọn vào fill cho tôi một cái màu. Cái này các bạn đổ xong thì chúng ta lại hòa trộn vào biểu tượng, đó là liên quan đến phần overlay. Và sau khi overlay xong thì các bạn chọn vào bút B cho tôi, ví dụ chọn vào dark và burn. Cái này chúng ta có tối rồi thì chúng ta sẽ phóng to này lên và chúng ta đẩy vào đây. Cái để chúng ta đẩy cái áo của chúng ta nó sẽ đậm hơn. Nhìn nhá. Đấy nha, các bạn có thể chọn vào biểu tượng này, nhìn này. Ở đây nó sẽ có vùng trung gian, vùng tối, bạn chọn là tối như này, bạn kéo đây cho tôi sẽ là tối hình này. Nhìn chưa? Đấy nha, đấy là cái cách thức của chúng ta, còn nếu không thì chúng ta sẽ chọn vào thuộc tính, nếu mà chọn multi thì câu chuyện của chúng ta sẽ làm sao, nó sẽ tối xỉ như này. À, chúng ta chọn vào thuộc tính, ví dụ như chọn vào multi, nếu chọn multi thì bắt buộc là bạn cái này phải xử lý qua hệ thống mặt nạ cho tôi, phải xử lý qua mặt nạ bằng cách là chúng ta tích vào biểu tượng mặt nạ và chọn vào Ctrl Y ngắn, thì lúc này bạn tô vào đây này, tô vào đây nó sẽ xuất hiện này, x này, tô vào đây này, màu trắng của chúng ta B chọn vào đây, tô vào đây, thu nhỏ lại, tô vào đây, nhưng tô này thì nó đậm quá thì các bạn sẽ sổ xuống, chọn vào đây cho tôi, kéo này xuống chỉnh vào đậm dần, nhìn chưa, chúng ta sẽ chỉnh đậm tí nữa vào đây, chúng ta chỉnh vào đây để đẩy cái phần này để đậm xuống để nó đẩy được cái hình của chúng ta thiết kế lên đấy. Ok. Rồi, bây giờ thì chúng ta sẽ chọn vào chính cái hình của chúng ta là cái group của chúng ta đâu rồi. Chúng ta sẽ chọn vào vị trí kéo hình số 1, kéo hình số 2. Đây, group của chúng ta đây. À, đây là cái hình của chúng ta thì chúng ta chỉ việc chọn vào trong thì cái hình của chúng ta nằm đây. Chúng ta ấn vào Ctrl Z là một độ này. Chúng ta có thể ấn vào biểu tượng là Ctrl Z. Và sau khi Ctrl Z xong thì tôi ấn vào chọn vào thằng dưới và ấn vào Ctrl T để đổ bóng này, các bạn nhìn này, giữ Shift các bạn đổ bóng xuống. À, cái này thì các bạn sẽ chọn lên trên phía trên cho tôi và dùng phím biểu tượng là mặt nạ và dùng gradient để đổ bóng xuống dưới như này. Chúng ta có thể chọn vào cái vị trí nền. Quên mất, chúng ta sẽ chọn vào đen trắng thôi, kéo từ trên xuống dưới. Đã xong chưa? Rồi bây giờ thì chỉnh lại cái logo, đặt lên một tẹo nữa nào, chúng ta sẽ đẩy lên đây, Ctrl T thu nhỏ lại, chúng ta sẽ ấn vào Ctrl T, nó có hai cái logo. Chúng ta có logo 1 và logo 2 nha. Chúng ta sẽ đẩy lên phần phía trên và Ctrl T giữ phím man để nó thu nhỏ lại tổng quan. Rồi, bây giờ thì chúng ta tiếp tục đến một phần nữa, đó là gì? Chúng ta sẽ chọn vào cái biểu tượng hình tròn cho tôi. Lúc này chúng ta sẽ dùng ánh sáng nha, chúng ta quét qua đây. À, chúng ta có thể vẽ một cái đường như này và dùng Shift F6 là làm mềm vùng chọn. Cái này các bạn đặt cho tôi là 20. Sau khi 20 xong thì bây giờ nhiệm vụ của chúng ta là gì? Đặt lên trên cùng. Đổ màu nhá. Màu đầu tiên nào chúng ta sẽ đổ màu trắng. Sau khi màu trắng xong thì bạn hãy chọn cho tôi một nửa và cắt bỏ đi. Cắt bỏ chỉ lấy phần này thôi. Nhìn lên chỗ này chưa? Và cũng tương tự như vậy, chúng ta sẽ chọn vào thuộc tính, đặt cho nó thuộc tính là Blending. Chúng ta sẽ chọn vào Transparency Shape. Chọn vào thuộc tính tiếp theo là hòa trộn. Thì lúc này sau khi hòa trộn xong thì cái này sẽ phát quang, các bạn nhìn chưa? Tôi sẽ ấn OK. Và lúc này cái hình này tôi sẽ ấn vào Ctrl T và xoay đó. Đây là thuộc tính số 2 của chúng ta. Và cái này thì các bạn sẽ giảm độ cho tôi một tí để cho nó cũng trong suốt thì nó sẽ được như này. Rồi, tôi sẽ đẩy lên cái này tiếp theo một Ctrl T tiếp một tí nữa và chúng ta đặt vào đây.
Ctrl Z tiếp theo một độ nữa thì chúng ta ấn vào biểu tượng đẩy lên trên đây và chúng ta lại xoay tiếp vào. Và những cái này thì các bạn cứ giảm cái cường độ phim này xuống thì nó sẽ trong cho các bạn, nhìn thấy chưa? Chúng ta chuột phải chọn vào biểu tượng cái thằng thứ hai là thằng 17. Như một thằng, thằng thứ hai tôi sẽ giảm độ tiếp theo. Và tiếp theo thằng nữa thì tôi sẽ chọn vào đây thì tôi sẽ giảm độ xuống. Được chưa? Sau khi đã có ba thằng này thì các bạn gửi cho tôi mỗi thằng nào có một ít vài cái chấm. Ví dụ như tôi chọn thằng đầu tiên B. Bút B của chúng ta đã có cái biểu tượng hạt chấm chấm của chúng ta là cái này rồi. Chúng ta vẩy ra đúng không ạ? Tôi sẽ thu nhỏ này. Nhìn tôi vẩy trên cái hình này nha, tôi cầm tôi vẩy anh này thì có phải nó sẽ có chấm này không? Tôi sẽ chọn thằng thứ hai, tôi sẽ vẩy tiếp theo thằng thứ hai nó sẽ được như này và thằng thứ ba tôi sẽ chọn vào đây. Sau khi đã là chọn cả 2, 1, 2, 3, tôi sẽ chọn vào 1, 2, 3 và tôi giữ phím Alt, tôi copy sang bên này và ấn vào Ctrl T, đảo ngược cho nó một tí. Nhìn chưa? Sau khi mà đã chọn xong cái này xong thì tất cả những cái đối tượng này của chúng ta đều xuống dưới hết. Nhìn nhá, chúng ta sẽ cho xuống dưới tất cả. Cho xuống dưới tất cả này. Ctrl G cho xuống dưới tất cả. Cho lên trên một nấc. Và chúng ta sẽ nhìn thấy chúng ta sẽ lên trên nấc dần dần như này chẳng hạn như này, nhìn thấy không ạ? Ctrl Z lại. Bây giờ chúng ta sẽ cho nó xuống dưới rồi thì chúng ta để nguyên cũng được. Sau đó chúng ta cho chính cái phần hình của chúng ta lên, ví dụ chuột phải chọn vào cái group của chúng ta chính là cái này. Đây là cái ông này đấy ạ. Cái này là cái gì? Tôi sẽ cắt bỏ cái phần viền ngoài. Tôi sẽ chọn cả cái này luôn. Đây, cái này của tôi. Tôi sẽ cho lên trên tất cả. 1, 2, cho lên trên tất cả cái này. Các bạn có nhìn cái này của tôi chưa? Và lúc này thì tôi đã có cái hiệu ứng của cái group số 1. Group số 1 của chúng ta đang nằm dưới này, các bạn nhìn nhá. Chuột phải chọn vào biểu tượng 17, group 2. Tiếp theo, sau khi đã có group rồi thì tôi sẽ đặt cái group này và đây là chính cái áo này. Tôi sẽ giữ phím biểu tượng Ctrl lập ra một layer mới. Chọn vào layer dưới cùng của cái layer áo đấy và tôi đổ một cái màu đó là màu trắng. Đây cái màu trắng tôi kéo lại cho bạn xem. Và màu trắng này thì tôi sẽ phóng to. Alt Shift phóng to này. Chúng ta chọn vào Filter, chúng ta chọn vào Blur và chúng ta chọn vào Gaussian Blur để cho nó nhòe ra, nó phát sáng. Cho nó có một cái sự phát sáng như này. Và sau khi nó có phát sáng xong thì tôi mới sử dụng cái biểu tượng như sau là tôi sẽ chọn vào Overlay. Overlay màu sẽ tươi hơn xung quanh rìa viền này. Chúng ta ấn vào Ctrl Z lần thứ hai thì thời khắc nó sẽ sáng hơn một độ nữa. Nhìn thấy chưa? Chúng ta sẽ có Ctrl Z sáng một độ nữa lần thứ ba. Đây là phần phát sáng của xung quanh hình của chúng ta. Lúc này sau khi đã có ba cái này xong thì bạn gộp cả ba cái này lại cho tôi bằng Ctrl E. Ctrl E lại thì bạn phải chọn vào Overlay nhá, nhìn Overlay chưa? Cái miếng hình này tôi muốn chìm vào nền thì tôi chỉ cần chọn vào mặt nạ và dùng Gradient và kéo từ trên xuống dưới. Các bạn sẽ nhìn thấy phần sáng ở trên và phần nó sẽ chìm vào nền nha. Lúc này tôi đã đẩy được sáng của cái hình vật thể của chúng ta được lên rồi. Cấp độ thứ hai của hình của chúng ta nữa là gì? Chúng ta sẽ chọn vào đây và Ctrl Z là một độ nữa. Cái hình này của chúng ta nhìn nhá, chúng ta sẽ lập ra một cái biểu tượng làm sáng hình đây ạ. Ở trong cái phần làm sáng hình như này xong thì các bạn chỉ cần chọn cho tôi thuộc tính để chúng ta làm chuột phải chọn là blending option và chúng ta chỉnh thêm một độ nữa. Các bạn sẽ lọc cái phần màu đậm đi cho các bạn giữ phím Alt tôi tách từ đây luôn, tôi sẽ lấy cái phần màu đậm cho các bạn để nó nụ ra để nó sáng hơn, nó tươi hơn, nó bắt mắt hơn. Đấy nha. Chúng ta sẽ chọn biểu tượng phần phía trên. Bên này của chúng ta sẽ để nguyên trạng thái đầu tiên. Bên này của các bạn thì sẽ đặt ở đây. Đây không thì bạn sẽ chỉnh cho tôi sáng tối tiếp theo một độ nữa vào cái này.
chỉnh sang tôi. Cái này các bạn sẽ đẩy sáng lên. Ok, đã được phần sáng. Thế nào, các bạn sẽ nhìn thấy là phần phía giữa của chúng ta đã sáng rồi, phần bên này chúng ta đã ổn rồi. À, còn lại của các bạn là gì ạ? Chúng ta sẽ đặt một cái địa chỉ email vào trong cái thiết kế của chúng ta, ví dụ một cái đường link của website t. Click vào đây. Chúng ta sẽ ghi một cái đường link .vn. À, thiết kế của chúng ta nó sẽ có một cái biểu tượng là một cái màu hồng sáng cho nên trên tất cả. Ví dụ như là chúng ta sẽ có một cái tên thương hiệu là www.vkb.vn.com.vn và Ctrl T và thu nhỏ lại. À, đây là một cái đường link của chúng ta ở phần website của chúng ta này. Phần thứ hai là bạn sẽ đặt cho tôi một cái phần text. Thì cái phần text này thì các bạn chỉ cần chọn cho tôi cái biểu tượng là trên hình ảnh của chúng ta. Nó có một cái những cái phần giảm phần trăm, các bạn có thể tích vào những cái phần này để lấy. Ví dụ đây. Khi chúng ta tích vào đây thì chúng ta chỉ cần chọn được một cái nội dung và chúng ta paste ra là câu chuyện của chúng ta đã xong rồi. Chúng ta sẽ chọn xuống đây ạ. À, chúng ta có thể làm một cái biểu tượng là giảm 5% nhá. Chúng ta sẽ tích vào biểu tượng T và chúng ta tích vào đây. Chúng ta đã có 5% trong thiết kế của chúng ta. 5% này tôi sẽ để làm cho nó một cái màu, đó là màu sáng. Ở trong phần này thì của các bạn tiếp theo một cái độ nữa là chúng ta sẽ có một cái text. Thì cái text lúc này các bạn ấn vào Ctrl O và chọn ra cái biểu tượng về cái chữ của chúng ta. Phông chữ thì các bạn lưu ý rằng là chúng ta sẽ có những cái phông nó hỗ trợ tiếng Việt và phông hỗ trợ không tiếng Việt, thì các bạn có thể chọn những cái phông như sau. Ví dụ như là chúng ta sẽ có một cái phông như thế này. Sau đó thì các bạn sẽ sang bên cái phần Photoshop của chúng ta thì chúng ta tích vào đây, chúng ta tích vào đây cho tôi. T nhá, chúng ta chọn vào đây. À, sau khi chọn xong thì các bạn ấn vào Ctrl T cho tôi và tôi phóng to ra. À, lúc này thì sau khi mà tôi đã có cái vị trí số 1, vị trí số 2, các bạn sẽ chọn vào chuột tôi tiếp theo một cái vị trí tôi đặt lên phần phía trên. Chuột phải chọn vào đây. Chúng ta sẽ có cái chọn một cái nội dung. Nội dung này thì khách hàng sẽ gửi cho các bạn. À, chúng ta có mỹ phẩm đây. Chúng ta copy sang và lúc này thì chúng ta sẽ đặt vào vị trí cho tôi, ví dụ Ctrl V, nhìn chưa? Hoặc là ví dụ như là tôi sẽ ghi như sau: ship quy OK, chúng ta sẽ chọn vào đây. Đặt cho chúng ta ở trong cái phần này của các bạn thì các bạn lưu ý cho tôi đó là gì? Chúng ta sẽ chuột phải chọn vào biểu tượng là Ctrl Z. Ở đây nó có hai cấp độ. Cấp độ số 1 là bạn sẽ dùng cho tôi cấp độ về hòa trộn. Ví dụ nếu mà chúng ta hòa trộn overlay thì nó sẽ được nhảy. Mọi người nhìn này chưa? Nó sẽ ám trên tóc cho các bạn ở những vùng như thế này. Sau đó bạn ấn vào Ctrl Z cho tôi một lớp thứ hai. Tôi sẽ chuột phải chọn là Blending Option và lúc này tôi sẽ dùng cho nó một cái biểu tượng chốc. Cái chốc này thì tôi không dùng hòa trộn nữa. Đây, tôi ấn OK cho bạn này.
bỏ thuộc tính bên trong đi, tôi kéo ở đây tôi chỉ có phần chóc thôi. Nhìn nha, overlay. Không overlay nữa thì sao? Ấn vào đây. Nhìn nha các bạn, nhìn là cái nét tôi chưa? Tôi sẽ chọn vào chuột phải, chọn vào blending option. Cái phần này các bạn sẽ chọn cho tôi phần chóc này. Phần chóc này thì tôi sẽ chọn cho nó nét viền của tôi là sẽ nhỏ hơn. Nét viền nhỏ hơn. Và không phải overlay nữa mà thuộc tính là chọn vào thuộc tính như thế này. Đó, các bạn nhìn ra và chúng ta sẽ đẩy opacity ở cao nhất. Đây ạ, ở đây thì nó có rất nhiều những cái cấp độ cho các bạn nhưng mà tôi sẽ chọn vào đây. Xuống 3. Được chưa? Và lúc này các bạn có thể chọn cho tôi một cái tông màu thử cho tím xem nào. Đấy nha. Còn nếu không thì các bạn sẽ để mảng nguyên cũng được. Đây ạ, chúng ta sẽ chọn ra thuộc tính này. Chuột phải chọn vào Blending Option và đẩy cái phần tối đi ở dưới cho tôi. Ví dụ Shadow. Đã xong. Và tất cả những cái phần nội dung về về text thì các bạn lưu ý là chúng ta sẽ phải convert Smart Object và sau đó chỉnh tiếp. Ví dụ cái biểu tượng chữ này thì bắt buộc là các bạn sẽ phải là chỉnh tiếp rồi. Chuột phải này. Convert Smart Object để chúng ta tích đúp vào đây để nó nhảy sang. Chúng ta tự vẽ vẽ dấu. Ví dụ P. Các bạn có nhìn thấy chỗ này không ạ? Chúng ta sẽ có một cái hiệu ứng này. Chúng ta chọn vào pen, chúng ta tích vào đây một điểm, chúng ta tích vào đây một điểm. Được chưa? Chúng ta sẽ chọn vào đây. À, thế là chúng ta có dấu, Ctrl Enter lập ra một layer mới nhá. Đổ màu này. Đổ màu trắng luôn. Đấy, sau đó thì chúng ta copy ngay. Chúng ta sẽ chọn một cái biểu tượng chấm đặt vào đây. Đổ màu. Đó, sau khi mà chúng ta chọn vào dấu tiếp theo pen. Enter đổ màu. Sau khi đổ màu xong toàn tổng quan toàn bộ tất cả những cái đối tượng này, các bạn nhớ nhá, Ctrl E lại thì tôi có ra. Nhưng nó mang được cái hiệu ứng giống như thằng này thì các bạn chỉ cần chuột phải vào layer cho tôi. Layer dưới là chính là chữ này, chuột phải này. Ở đây nó sẽ có biểu tượng là convert copy layer style, là copy hiệu ứng bóng của thằng bên này. Sau đó lên thằng này paste vào. Paste vào chúng ta sẽ chọn vào bằng cách là paste layer style thì nó có hiệu ứng rồi. Thì bên ngoài chứ các bạn chỉ cần ấn vào Ctrl S lại thôi. Save S lại. Thì sang cái file thiết kế của các bạn thì nó sẽ có, nhìn thấy không? Nó có dấu. Và cái biểu tượng cũng tương tự như vậy, cái số 5% này thì tôi cũng tương tự như vậy, chuột phải chọn vào paste layer style thì tự khắc nó có bóng. Nhớ nhá, nó có bóng đổ cho các bạn. Ở đúng này thì tôi đã xử lý cho các bạn xong một cái cấp độ về liên quan đến cái thiết kế của ngày hôm nay. Chúng ta sẽ đi vào cho thiết kế cho nữ. Chúng ta sẽ thiết kế cho nữ nha. Các bạn nhìn chưa? Ok, về nhà thì các bạn sẽ làm cho thầy một cái phiên bản liên quan đến con gái. Còn là các bạn sẽ làm những cái ví dụ như là các bạn gái thì có thể làm những cái đồ của con trai. Tùy các bạn làm cái gì cũng được. Nhưng tóm lại thì với cái bài hôm nay thì tôi đã xử lý qua rất nhiều công đoạn cho bạn về ánh sáng, về chất liệu rồi. Nha. Yeah.